chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn chương 1188, bộ kiện đạo cụ loại quy tắc 3. Lúc này, Vân Mộng thấy chỗ 3 mét trước người đột một xuất hiện một đôi dấu chân, dấu chân lún thật sâu vào mặt đất, nơi khác lại không có bất cứ dấu chân nào. Chủ nhân của dấu chân giống như dịch chuyển tức thời đến trước mặt cô. Vân Mộng nhanh chóng phản ứng lại, không phải dấu chân bỗng dưng xuất hiện, mà là tiểu hoàng đế từ trong hành cung, bất chợt nhảy tới. Nó là từ trên trời giáng xuống, ầm, tiếng dây cung thê lương theo kích thích vang lên, hạ hầu ngạo thiên hướng chéo phía trước bắn ra một mũi tên. Mũi tên ở giữa không trung bắn trúng cái gì, đinh, bắn tung tóe đốm lửa, bắn bay ra ngoài. Mà tiểu hoàng đế gặp công kích hiện ra thân hình, lúc này, móng vuốt của nó đã đâm về phía vân mộng, hạ hầu ngạo thiên bắn tuy làm lộ ra dạ du, nhưng cũng không thể cứu được vân mộng. Trước mắt vân mộng hoa lên, thấy một móng vuốt đen xì đâm về phía mặt đất, móng vuốt sắc bén kia cùng mắt của cô cách nhau không đến 3cm. Chớp mắt sau, cô sẽ chết dưới móng vuốt nhưng đầu vân mộng đột nhiên ngửa ra sau như là bị người ta đập cho một gậy vào chán vừa đủ tránh đi quỷ chảo thời khắc mấu chốt sự linh hoạt của mộc yêu cứu cô một mạng tiếp theo đang ngửa ra sau trọng tâm của cô trầm xuống nhanh chóng ngã xuống hướng bên cạnh quay cuồng tiểu hoàng đế đánh lén thất bại không cam lòng gầm nhẹ một tiếng phải quanh thân mở ra không khí xung quanh lập tức hiện lên xương trắng dày đặc từng tia từng luồng chui vào khe hở của vảy cỏ cây nhanh chóng khô vàng mất đi hơi nước phân mộng đang quay cuồng thân thể cứng đờ đau đớn cuộn mình lại làn da của cô nhanh chóng khô héo tóc cuộn lại gò má lõm xuống trong mấy hơi thở cô đã giả đi mấy chục tuổi đây là hơi nước sói mòn dẫn tới tóc cuộn cùng khô héo tình huống như vậy cũng xuất hiện ở trên thân đám người trương nguyên thanh tự do tri ưng và âm cơ so sánh với người khác lại hơi no đủ hơn chút người trước cùng là thủy quỷ có được năng lực khống chế nước có thể chậm lại hơi nước của mình sói mòn người sau là cấp bậc đủ cao có sức miễn dịch nhất định. Hạ Hầu Ngạo Thiên xoay người muốn chạy, nhưng đôi chân khô gầy như trúc đã không thể gánh vác sức nặng, vừa cất bước, liền nặng nề ngã ở trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng hắn chưa tuyệt vọng, bởi vì tin tưởng các đồng đội sẽ không dễ dàng như vậy bị boss xử lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, phối hợp tôi, âm cơ khẽ hé bờ môi khô khốc, phun ra một ngụm thái âm lực kéo dài, mười mấy linh phó quay quanh cô gào thét di chuyển. Sau đó, cô nhắm mắt lại, thi triển thần du một bóng hình xinh đẹp mặc váy đen từ đỉnh đầu bay lên sau đó há mồm nuốt mười mấy linh phó vào trong bụng trong nháy mắt trên trán linh thể của âm cơ hiện lên một vầng trang lưỡi liềm đen xì trong hốc mắt tràn ra hắc quang dạng sương mù bàn tay ngọc trắng nõn nhô ra móng vuốt màu đen giờ phút này cô tựa như nữ thần minh giới thâm thúy u ám âm trầm lại cao quý linh thể của cô lướt qua hư không làn váy tung bay hạ xuống đỉnh đầu tiểu hoàng đế bàn tay làn da trắng nõn mà móng tay đen xì bộ dạng như móng vuốt, bỗng nhiên bao trùm đầu tiểu hoàng đế. Chỉ thấy tiểu hoàng đế đột nhiên cứng đờ, đôi mắt trắng dã tàn bạo hung ác dại ra. Theo âm cơ vung tay mạnh, đỉnh đầu của nó, một linh thể gương mặt mơ hồ, hung ác thô bạo bị cứng rắn rút ra. Linh thể vặn vẹo tàn bạo này vừa rời khỏi thân thể, liền nhanh chóng trầm xuống, muốn trở về thân thể. Năm ngón tay gập thành dạng chảo của âm cơ hơi phát run, tựa như khó có thể duy trì. Không cần âm cơ nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh biết mình nên làm như thế nào, hắn vừa lấy ra chảy phục ma, vừa hô. Hạ thụ, phá giáp, khuyết điểm lớn nhất của chảy phục ma chính là không đủ sắc bén, ít nhất ở trong tay hắn là như thế. Hạ thụ chi luyến làn da không trắng nõn trơn bóng nữa, trải rộng nếp nhăn, cố gắng chống đỡ thân thể không khỏe, sỏ dày bộ đội chạy về phía tiểu hoàng đế, trong quá trình, cô lấy ra đoạn kiếm sáng như tuyết, hướng phía trước đâm ra. Một điểm ánh sáng lạnh lẽo phun ra, phốc một tiếng, kiếm khách lấy sát phạt chứ danh, dễ dàng đâm thủng ngực tiểu hoàng đế hạ thủ rút kiếm lui về phía sau, gần như cùng lúc đó, Trương Nguyên Thanh thi triển tinh độn thuật tới trước mặt tiểu hoàng đế, mang chảy phục ma đâm vào trong lỗ thủng kiếm trên ngực. Âm cơ buông lỏng tay, tùy ý linh thể nó trở về thân thể. Một vầng hào quang màu vàng óng sáng lên chói lòa, trong bờ môi đen xì, xoang mũi, đôi mắt của tiểu hoàng đế phun trào ra hào quang màu vàng óng, hắn chỉ kịp phát ra một tiếng giống phẫn nộ, không cam lòng, thân thể liền ở trong một làn khói đen nghi ngút, ngửa đầu ngã xuống chương 1189, bộ kiện đạo cụ loại quy tắc 4. Chết rồi, hạ thủ chi luyến vung vẩy đoàn kiếm, thân kiếm dính một tầng chất lỏng màu đen không sạch sẽ, phát ra mùi tanh tưởi, ẩn chứa kịch độc. Vậy đã giải quyết rồi, ha ha, cũng chỉ thế này thôi, anh gà đỏ liếm liếm bờ môi khô khốc, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, quá tốt rồi, rốt cuộc có thể về nhà uống canh rồi. Ba đồng đội khác cũng vẻ mặt đầy vui mừng, không ngờ chảy phục ma trong tay nguyên thủy thiên tôn mạnh như thế, cho dù là boss đáng sợ như vậy, cũng không chống đỡ được mũi nhọn của nó. Chúc mừng các vị, đạt được huân chương vượt qua phó bản cấp S. Tự do chi ưng huyết sáo một tiếng, trương nguyên thanh âm thầm nhíu mày, đánh giá thi thể bên chân, trong lòng hiện lên một cái nghi hoặc. Lấy thuộc tính chuyên khắc âm vật của chày phục ma, tiểu hoàng đế, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vì sao không giống thây khô phó bản giết chóc hóa thành cho bụi. Còn có, đạo cụ của tạ gia ở nơi nào, nghĩ như vậy, ánh mắt hắn đặt ở bả vai thi thể cháy đen, phát hiện một tia manh mối. Thi thể tiểu hoàng đế ở trong nhật chi thần lực thiêu đốt tiếp cận trưng khô, cái đầu trẻ con kia ở vai phải, lại hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn như cũng nhắm mắt ngủ say, không hợp với lẽ thường. Trừ phi, cái đầu trẻ con này không thuộc về tiểu hoàng đế. Nguyên Thủy, hạ thụ chi luyến hô một tiếng, dùng kiếm chỉ chỉ đầu đứa trẻ con. Trương Nguyên Thanh có thể phát hiện manh mối, thân là kiếm khách, cô lại có thể nào không phát hiện. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, cúi người, đưa tay chạm đến cái đầu trẻ con. Ngay tại lúc ngón tay sắp chạm đến má đứa bé, nó đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen bóng trong sáng hồn nhiên vô tà, nhưng không có linh quang, nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, bị dọa ngón tay run lên. Oa, đứa bé phát ra tiếng khóc nỉ non to rõ. Oa, 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 tiếng khóc quanh quẩn từng lần một, một màn đáng sợ đã xảy ra, tiểu hoàng đế đốt thành than đen, thân thể mấp máy một trận, vải mới sinh đẩy ra vải cũ thành than. Đôi mắt trắng dã tính mịch sáng lên hào quang hung ác, chỗ ngược cháy đen, máu thịt mấp máy, tái sinh, bổ khuyết lỗ thùng. Nó rõ ràng là một âm vật không có dấu hiệu sinh mệnh, máu thịt lại phân liệt sinh trưởng giống như người sống. Nó sống lại rồi, địch, nó sống lại rồi. Anh gà đỏ hét lớn, câm miệng, tôi biết, Trương Nguyên Thanh vừa chấn động vừa giận dữ, giờ cao chảy phục ma, đang muốn ra tay. Đột nhiên, bụng hắn đau đớn một trận, đau tới mức trước mắt tối sầm, bắp chân phát run, cả người đổ mồ hôi lạnh. Sao lại thế, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bụng nhanh chóng bành trướng, nhô lên cao cao, giống như phụ nữ có thai 6-7 tháng. Trương Nguyên Thanh một lần nữa trước mắt tối sầm, phía sau, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Hắn ướn cái bụng to, chống sau thắt lưng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bụng các đồng đội đều to lên. So với hắn còn lớn hơn, oa, 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 theo đứa bé khóc nỉ non, mặt ngoài từng cái bụng tròn vo, thỉnh thoảng nhô ra một bàn tay trẻ con, khi thì ấn ra một cái đầu nhỏ, đứa bé trong bụng tựa như muốn phá bụng mà ra. Anh gà đỏ ngồi bệt xuống đất, ôm bụng mình, kêu lên, lão tử mang thai rồi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không, đây không phải đãi ngộ nhân vật chính nên có. Hạ hầu ngạo thiên nằm nghiêng trên mặt đất, ấn cái bụng nhô lên, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Âm cơ, hạ thụ chi luyến, tự do chi ưng, vân mộng bốn cô gái, sắc mặt trắng bệch, không thể tiếp nhận sự thật mình mang thai. Chị liệu, thay ngén những thứ này là năng lực của nghề nghiệp nhạc sĩ, cái đầu trẻ con này chính là bộ kiện đạo cụ loại quy tắc kia của tạ gia. Trương Nguyên Thanh đã hiểu năng lực đạo cụ loại quy tắc của tạ gia. Nhưng hắn tình nguyện vĩnh viễn không hiểu, lúc này, hắn thấy tiểu hoàng đế chết mà sống lại, đằng thẳng tắp dậy, một đôi mắt trắng dã hung ác nhìn chằm chằm mình. Không kịp nghĩ nhiều, thân hình Trương Nguyên Thanh lập tức hóa thành ánh sao như mộng ảo, biến mất ở tại chỗ, sau đó, hắn lảo đảo xuất hiện ở cách mấy mét. Tinh độn thuật cưỡng ép gián đoạn rồi, chuyện tệ hơn nữa đã xảy ra, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình mất đi toàn bộ kỹ năng của tinh quan, cấp bậc cũng từ cấp 4 ngã xuống cấp 3. Đây cũng là nguyên nhân tinh độn thuật gián đoạn, lực lượng của hắn bị thai nhi trong bụng cướp đi. Thân hình Trương Nguyên Thanh vừa hiện lên, tiểu hoàng đế toàn thân xanh đen liền suốt ruột không chờ nổi đánh tới, trong mắt nó chỉ có kẻ thù này giết hại mình. Đáng chết, Mày đi giết Hạ Hầu Ngạo Thiên đi, đuổi theo tao làm gì?" Trương Nguyên Thanh biến sắc hẳn, trạng thái bây giờ của hắn rất không xong, dáng cấp không nói, thai nhi trong bụng còn đang liên tục cướp lấy lực lượng, kèm theo đau bụng mãnh liệt. Hơn nữa, mang một cái bụng to thật sự không tiện chiến đấu. Chương 1190, đánh chết boss 1. Thân thể siêu phàm làm sao chiến đấu với quái vật cấp 6? Không cần hoài nghi, tiểu hoàng đế một giây có thể xé nát hắn, ngay cả kỹ năng cũng không cần sử dụng. Cảm giác nguy cơ bùng nổ ở trong lòng, Trương Nguyên Thanh hoảng hốt lui về phía sau, nhưng thế này chỉ là sống lâu thêm vài giây mà thôi. Adrenaline tăng vọt, hắn có chút lo âu suy nghĩ biện pháp sống sót. Lúc này, tường vi máu cách đó không xa hấp dẫn hắn chú ý. Âm thi khuôn mặt tuyệt mỹ đứng ở dưới bóng cây, ở tại chỗ đợi lệnh, bụng bằng phẳng căng đét, chưa bị đứa bé khóc nỉ non ảnh hưởng. Bản thân chính là vật chết, cho nên có thể miễn dịch khóc nỉ non. Trương Nguyên Thanh lập tức thi triển dạ du, ẩn thân hình đi, ướn cái bụng to lao về phía tường vi máu. Hắn mở ra ô vật phẩm, lấy ra một đôi giày chạy màu đen không có logo, một tấm da người mỏng như cánh ve, vung về phía tường vi máu. Đồng thời, hắn cố nén đau đớn, phân ra một bộ phận tinh thần lực, câu thông dấu ấn trong thức hải, tiếp quản thân thể tường vi máu. Da người hoàn mỹ bám vào khuôn mặt tường vi máu, nhanh chóng hòa tan, trong nháy mắt, vị âm thi dung mạo tinh xảo này biến thành bộ dáng trương nguyên thanh. Trương Nguyên Thanh, vùng rơi dày, đi vào giày hoạt sản, trước nhìn tiểu hoàng đế nơi xa một cái, sau khi ánh mắt hai bên giao tiếp, hắn quay đầu bỏ chạy. Giống, tiểu hoàng đế hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo tường vi máu. Đột nhiên, tường vi máu quay người, trượt một cái từ dưới háng tiểu hoàng đế trượt qua, thân thể của cô bày ra một loại bán trong suốt sen vào giữa chân thật cùng hư ảo. Sau khi tránh đi cú vồ, tường vi máu nhanh chóng đứng dậy, chạy về một hướng khác. Tiểu hoàng đế quay đầu đuổi theo, một đuổi một chạy, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Oa, 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 tiếng khóc nỉ non to rõ của đứa bé dần dần đi xa, cuối cùng không thể nghe thấy. Trương Nguyên Thanh ưỡn cái bụng to, dựa lưng vào một cái cây, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Sau khi tiếng khóc nỉ non biến mất, thai nhi trong bụng giống như mất đi hoạt tính, không thử phá bụng mà ra nữa, cũng bắt đầu trả lại lực lượng. Xem ra tiếng khóc là căn nguyên thai nghén, trường kỳ ở trong tiếng khóc nỉ non, thai nhi sẽ phá bụng mà ra. Khi đó, có lẽ thật sự sẽ giáng cấp, đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp nhạc sĩ thật đáng sợ. Cảm thụ được lực lượng dần dần trở về, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng. Hắn dựa vào thân cây, liếc nhìn tình huống của các đồng đội. Âm cơ một tay chống thân cây, một tay ôm bụng, gian nan đứng thẳng. Vân Mộng ngồi khoanh chân dưới đất, thật cẩn thận đánh giá bụng mình, hạ thụ chi luyến thì cầm theo đoạn kiếm, không ngừng sờ soảng ở cái bụng nhô lên. Ô, nó bất động rồi, tôi cảm giác lực lượng trở về rồi anh gà đỏ vỗ bụng từng phát, hạ hầu ngạo thiên thì vẻ mặt tự bế, thân là nhân vật chính, xỉ nhục mang thai đứa nhỏ của quái vật, quả thực vô cùng nhục nhã. Lúc này nếu có điện thoại di động thì tốt rồi, Trương Nguyên Thanh không tự chủ được hiện lên ý nghĩ như vậy. Hắn nhanh chóng thanh trừ tạp niệm, sắc mặt ngưng trọng hơn nữa nghiêm túc. Các vị, nguy cơ còn chưa giải trừ, âm thi của tôi nhiều nhất chống đỡ 5 phút đồng hồ. Năng lực boss nhắm chừng thăm dò rõ rồi, đã tới lúc một lần nữa chế định chiến thuật, Đoàn diệt hay vượt ải, ngay tại 5 phút đồng hồ sau. Nghe vậy, sức chú ý của đám người từ cái bụng mang thai dần dần khô quắt rời đi, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới tán cây. Chỉ thấy hắn ưỡn bụng, thở phì phò đứng ở dưới cây, một bộ dáng vừa mới động thai qua đi. Mặc dù không đúng lúc, nhưng nếu có điện thoại thì tốt, chụp lại hình ảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn mang thai, nhất định có thể hot. Trừ âm cơ, trong lòng năm người không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Khụ khụ, anh gà đỏ thu hồi suy nghĩ nguy hiểm nói một câu không có dinh dưỡng thì ra âm thi không thể mang thai nha bây giờ nghĩ lại một nhóm trước quá con mẹ nó không may mắn công năng của bàn xoay âm dương là thôn vệ sinh cơ nhưng âm vật bản thân đã là vật chết không tồn tại sinh mệnh lực tiếng khóc của cái đầu em bé cũng vô hiệu đối với âm vật vật chết không cách nào thai nghén sinh mệnh khó trách sẽ bị đoàn diệt trương nguyên thanh đột nhiên có chút thương hại đám người kia dạ du cướp đoạt hơi nước cưỡng ép mang thai hẳn là còn có trị liệu năng lực boss chỉ mấy loại này. Tự do chi ưng nhíu mày, nói, dạ du không cần phải để ý đến, có rất nhiều biện pháp khắc chế, cướp đoạt hơi nước vô giải, mang thai cùng trị liệu cũng thế, nên chế định chiến thuật như thế nào. Hạ thụ chi luyến lên tiếng bổ sung, trừ những thứ kể trên, bản thân boss chiến lược có thể đối ứng âm thi cấp 6, lại bởi vì là âm vật, cơ hồ không có điểm yếu. Trường 1191, đánh chết boss 2. Hạ hầu ngạo thiên suy tư một lát, cao giọng nói. Vài phụ ngu xuẩn còn đang phiền não, mà nhân vật chính thông minh đã nghĩ ra cách, chế định xong chiến thuật. Cậu tại sao phải đưa lưng về phía chúng tôi? Anh gà đỏ hỏi, lúc này hạ hầu ngạo thiên ngồi khoanh chân dưới đất, đưa lưng về phía đám người. Người từng thấy lịch sử đen tối của nhân vật chính là không sống lâu, tôi là nghĩ cho các người. Hạ hầu ngạo thiên khẽ nói, được rồi, bây giờ không phải là thời điểm tấu hài. Hạ thụ chi luyến ngắt lời bọn họ, thúc giục nói cậu có biện pháp thì nói. Loại thời điểm này, tác dụng của học sĩ liền nổi bật ra. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, kẻ cướp đoạt hơi nước vô giải, ít nhất ở chúng ta đẳng cấp này là như vậy, nhưng mà, ngũ hành thổ khắc thủy, đạo cụ thổ quái phẩm chất thánh giả, có thể chậm lại trình độ sói mòn, để chúng ta kéo dài hơi tàn một chút. Âm cơ nói, tôi vừa vặn có một món, kỳ thật pháp trận âm dương ngưng tụ pháp thân, cũng có thể khắc chế cướp đoạt hơi nước, bởi vì không có thực thể, nhưng thủy trận có thể sẽ cổ vũ uy phong boss. Trương Nguyên Thanh cân nhắc mấy giây, từ bỏ ý nghĩ triển khai pháp trận, nói. Đạo cụ thổ quái phẩm chất thánh giả, tôi có ba món. Dày hậu thổ, quyền trượng sơn thần cùng miếng hộ tâm kẻ bất khuất. Phân mộng vốn muốn nói, cô có đạo cụ dùng trị liệu, nghĩ lại, cướp đoạt hơi nước khác với công kích bình thường, trị liệu chưa hẳn có tác dụng, liền lựa chọn trầm mặc. Tốt, biện pháp miễn cưỡng khắc chế cướp đoạt hơi nước có rồi, kế tiếp là đối phó món đạo cụ loại quy tắc kia. Hạ hầu ngạo thiên nhắc nhở, thật ra rất đơn giản, dùng bàn xoay âm dương. Mắt hạ thủ chi luyến sáng lên, không sai, bàn xoay âm dương có thể cướp đoạt sinh cơ, vừa lúc khắc chế trị liệu, boss linh trí không cao, không có khả năng trả lời vấn đề. Hạ hầu ngạo thiên gật đầu, chính là như vậy, chúng ta trước dùng túi thuốc nổ của anh gà đỏ làm boss bị thương nặng, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra bàn xoay âm dương khắc chế đạo cụ loại quy tắc, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng cái chảy đồng thao kia tiêu diệt nó. Mặc dù như vậy, phần lớn thưởng đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi, nhưng so sánh với vượt ải, để hắn chiếm tiện nghi cũng không sao. Không thể không nói, hạ hầu ngạo thiên lúc này chậm rãi nói, đưa lưng về phía mọi người, quả thực có mấy phần phong phạm cao nhân. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó, bấm tay gõ thân cây một cái. Đã qua khoảng nửa phút, tôi không thể không nhắc nhở anh, kế hoạch này có một sơ hở chí mạng, tôi không có cách nào chống cự tiếng khóc, mà boss sứt bỏ kỹ năng, bản thân chính là một âm thi cấp 6. Dù cho bàn xoay âm dương có thể áp chế đạo cụ loại quy tắc, khiến boss không cách nào sống lại cùng trị liệu, nhưng anh cảm thấy bụng tôi to tướng, có thể giết chết nó. Cho dù thêm các người cũng không được, hạ hầu ngạo thiên lập tức yên lặng, cho dù là tôi tính toán không bỏ sót, cũng sẽ có thời điểm sơ sót. Vẻ u sầu lần nữa hiện lên trên mặt mọi người, âm cơ đột nhiên nói, thái nhất môn có linh lục trận pháp chuyên môn khắc chế âm thi, tôi có thể suy yếu phẩm cấp nó, vẽ trận gần 3 phút. Cho dù suy yếu phẩm cấp, cũng khẳng định mạnh hơn tôi, nhưng tôi không có khả năng đưa bàn xoay âm dương cho các người sử dụng chẳng qua, tôi có thể lợi dụng giày hậu thổ cùng quyền trượng sơn thần luyện hóa khu vực này, cướp lấy đại địa chi lực cuồn cuộn không ngừng, bên tăng bên giảm, có thể thử nghiệm. Trong đầu Trương Nguyên Thanh suy luận một lát, nói, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian hành động. Lúc này, bụng đám người đã tiếp cận bằng phẳng, một lát nữa liền có thể triệt để khôi phục. Âm cơ từ trong ô vật phẩm lấy ra các loại vật liệu âm thuộc tính dầu linh tính, tốc độ nói cực nhanh, nguyên thủy thiên tôn, tới hỗ trợ ở đây có thể giúp đỡ chỉ có nguyên thủy thiên tôn cùng là tinh quan giúp tôi điều chế mực nước mực nước là ngôn ngữ trong nghề của nghề nghiệp thần dạ du chỉ thuốc màu vẽ bùa tinh cát âm thổ hồn thạch tóc cỏ u minh trương nguyên thanh liếc mắt qua đại khái hiểu cô muốn điều phối cái gì linh lục có hai loại công năng chủ yếu theo thứ tự là hồn cùng phách hồn là linh thể phách là nhục thân chính trận luyện linh luyện thi nghịch trận diệt linh phong thi cái này đối với hắn mà nói không khó dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, mực nước điều chế xong, âm cơ dùng xương đỉnh đầu mèo làm bát đựng chất lỏng sền sệt màu đỏ thấm, hai tay cô dâng xương sọ, trong miệng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh phát giác được, linh tính chất lỏng trong xương sọ càng thêm nồng đậm. Thao tác của cô ấy trước đó ở đáy biển mình xem không hiểu, thao tác bây giờ cũng xem không hiểu, mình đã học xong kỹ năng của thần giả dạ du mà, mình làm sao không biết niệm chú. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cỏ dại giang hồ cùng tiên tử xuất thân danh môn chính phái, đúng là khác biệt. chương 1192, đánh chết Boss 3. Đương đại mặc dù lịch sử ngắn ngủi, nhưng tốt xấu gì cũng có hơn 100 năm lịch sử, thái nhất môn chủ tuyệt đối là nhóm đầu tiên, thái nhất môn đã có được hình thức truyền thừa ban đầu. Thành viên trong môn có thể học tập được rất nhiều pháp thuật linh cảnh sẽ không dạy, tán thu không học được. Nhiệm xong chú ngữ, âm cơ mang chất lỏng trong xương sọ sền sệt như nước đường hắt ra ngoài vật liệu dầu linh tính chưa lập tức rơi xuống, mà là ngưng tụ ở giữa không trung. Tiếp theo, tựa như được trao cho sinh mệnh, chủ động ở không trung rồng bay phượng múa, tự động phát hỏa ra từng đường vân vặn vẹo phức tạp, nhưng tràn ngập đạo vận. A, à, loại linh lục này giống như chấn thi phù, nhưng lại tăng thêm rất nhiều nguyên tố tinh tướng là mang trận pháp bên trong quan tinh thuật kết hợp với linh lục rồi. Thủ đoạn phát hỏa trận đồ của cô ấy mình trái lại xem hiểu, không có kỹ xảo gì, chỉ là thuần dựa vào niệm lực mạnh mẽ thao túng, đợi đến cấp 6 mình cũng có thể. Trương Nguyên Thanh mở to mắt, ghi lại toàn bộ trận đồ phức tạp. Hắn không cần cố sức đi nhớ, bởi vì đây không phải thứ bình thường có thể ghi nhớ, trừ phi là học sĩ. Nhưng đầu óc Trương Nguyên Thanh có bệnh, chỉ cần là đồ vật hắn từng thấy, liền có thể thông qua phát bệnh nhớ lại. Vừa rồi hắn ghi lại chủng loại tài liệu cùng tỷ lệ điều phối, cho đầy đủ thời gian, liền có thể phỏng chế ra trận pháp giống như đúc, nói cách khác, hắn đã học trộm thành công. Lúc này, Trương Nguyên Thanh sắc mặt quính lên, thúc giục. Nhanh lên, âm thi của tôi không chịu nổi rồi, nó lập tức sẽ trở lại, còn có 500 mét. Âm cơ nghiêm mặt, tốc độ phát hỏa trận đồ rõ ràng tăng lên. 300 mét, 200 mét, 100 mét, nó đến rồi, Trương Nguyên Thanh giống to. Bọn người anh gà đỏ nghiêm mặt, dương mắt nhìn, chỉ thấy bụi cây phía trước run run, một nguyên thủy thiên tôn từ trong rừng rậm lao ra, bịch bịch chạy tới. Sau đó, một bóng người màu xanh đen từ trên trời giáng xuống, đánh giết nguyên thủy thiên tôn, lúc sắp gặp vận rủi, chỉ thấy hắn linh hoạt trượt sẻng một cái, tránh đi tiểu hoàng đế tấn công. Bật người lên, vùng đôi chân, chạy về phía đám người. Oa, 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 tiếng trẻ con khóc to rõ truyền vào bên tai, bụng mọi người vừa mới xẹp xuống, lại mắt thường có thể thấy được bành trướng. Đáng, đáng chết, nguyên thủy thiên tôn, đạo cụ cho cậu, anh gà đỏ vùng ba lô, sau đó ôm bụng, vừa đào tẩu, vừa giận dữ mắng. Ba người hạ hầu ngạo thiên cũng chạy về phía xa, như tránh rắn rết. Bụng âm cơ cũng nhô lên cao cao, mang thai hai tháng, ba tháng, bốn tháng. Cô đau đớn nhíu chặt lông mày, trên mặt chảy mồ hôi, nhưng cố nén tiếp tục phát hỏa trận đồ. Ngay tại lúc tường vi máu cùng tiểu hoàng đế tới gần, hai tay âm cơ hướng xuống nhấn một cái, ngưng tụ ở không trung đập xuống mặt đất, tiếp theo ẩn nấp không thấy. Cô đi mau, trương nguyên thanh thúc giục, âm cơ liếc hắn một cái, dịu dàng nói cẩn thận. Trong dư âm lượn lờ, bóng hình xinh đẹp bụng nhô cao của cô tán loạn thành ánh sao, biến mất không thấy nữa. Mọi người đi hết, Trương Nguyên Thanh lấy ra bàn xoay âm dương, đeo lên dây chuyền may mắn, xoay kim đồng hồ. Trong nháy mắt, một trận pháp bao phủ phạm vi 40 mét nháy mắt thành hình, tựa như cái bát úp, bao phủ Trương Nguyên Thanh, tường vi máu cùng tiểu hoàng đế trong đó. Dưới bắp may mắn, kim đồng hồ không có gì bất ngờ dừng lại ở khu vực màu đen. Trên bàn xoay âm dương, hiện ra một khung chat chỉ có linh cảnh hành giả có thể nhìn thấy. Kim đồng hồ, màu đen, ghi chú một, trả lời câu hỏi bàn quay đưa ra, đáp đúng có thể một lần nữa xoay kim đồng hồ, tích lũy ba lần màu trắng, có thể giải trừ phong cấm. Ghi chú hai, kẻ đáp sai, chết. Khung chat ngưng kết mấy giây, sau đó biến mất, một khung chat mới bắn ra, treo phía trên bàn xoay. Câu hỏi, có một vị khách tới cửa hàng phong tục, người ngoài thấy hắn, cười to nói, u, 5cm của chúng ta đến rồi vị khách nghe vậy giận dữ, nói, mỗi một vị cô nương tiếp đãi ta, đều thoải mái toàn thân như nhũn ra, không biết vui vẻ bao nhiêu. Ghi chú, mời dùng một thành ngữ miêu tả nội dung trên đây, trả lời trong vòng 30 giây. Đếm ngược, 0 giờ 29, 45. Câu hỏi không chút độ khó, Trương Nguyên Thanh liếc nhìn, sau đó ném bàn xoay về phía một bên. Tiếp theo, hắn từ trong ba lô lấy ra hai túi thuốc nổ, tiện tay nhét vào dưới chân, thừa dịp thai nhi chưa cướp đi quá nhiều lực lượng, lợi dụng tinh độn thuật thoát đi. Hắn xuất hiện ở cửa hành cung, ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy tường vi máu đặt túi thuốc nổ, chạy về phía mình. Tiểu hoàng đế sau khi tiến vào trận đồ âm cơ bày ra, phẩm chất trượt xuống, tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp, bởi vậy không đuổi kịp tường vi máu, chậm 2 giây, mới đến vị trí túi thuốc nổ. chương 1193, đánh chết boss 4. Không chút do so dự, hắn nhấn nút dẫn nổ, âm, mặt đất chấn động dữ dội, khói đặc cùng ánh lửa cuồn cuộn dâng lên cắn nuốt thân thể xanh đen của tiểu hoàng đế sóng khí cuồng bạo nhổ tận gốc cây cối chung quanh khói đặc tan đi lộ ra một hình người cháy đen phải trên thân tiểu hoàng đế nổ bay diện tích lớn tay trái bị nổ cụt bụng dưới nổ ra lỗ thủng hai cái chân nhỏ càng bị nổ có thể thấy xương cốt sau khi phẩm cấp hạ xuống thân thể thể phách của nó cũng hạ xuống vụ nổ tạo thành tổn thương cực kỳ khả quan oa 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 tiếng khóc càng thêm kịch liệt chỉ thấy thân thể che kín vết bỏng của tiểu hoàng đế nhanh chóng khép lại, phải sinh trường. Nhưng vào lúc này, 30 giây đã tới, bàn xoay ở bên bắn ra hắc quang nồng đậm, chiếu thẳng tắp ở trên người tiểu hoàng đế. Vết thương cùng vảy đang nhanh chóng khép lại, sinh trưởng im bặt dừng lại. Đứa bé vẫn như cũ phát ra tiếng khóc, nhưng nó lại không cách nào chữa trị túc chủ, sinh mệnh lực nó phát ra, bị một lực lượng khác tham lam cướp lấy. Thành công rồi, bàn xoay âm dương có tác dụng, trương nguyên thanh tung ra pháp bảo âm dương, khoác ở trên vai, đeo miếng hộ tâm kẻ bất khuất, lấy ra quyền trượng sơn thần cùng giày hậu thổ. Giày hậu thổ liên tục không ngừng cướp lấy đại địa chi lực cho hắn, tứ chi hơi bùn rủn nháy mắt tràn ngập lực lược, đồng thời, bởi vì sức chịu đựng tăng lên, khả năng chịu đựng đối với đau đớn phần bụng tăng cường trên diện rộng. Quyền trượng sơn thần bị động quái lực, làm cơ năng thân thể của hắn vượt qua trạng thái đỉnh phong tốt nhất. Cảm nhận được thân thể cường đại trước nay chưa từng có, Trương Nguyên Thanh một tay cầm pháp trượng, một tay cầm chảy phục ma, lao tới tấn công tiểu hoàng đế. Bên ngoài 50 mét, các động đội bụng to lên, tựa như đã quên đau nhức, chờ mong mà hồi hộp nhìn qua bóng người nguyên thủy thiên tôn lao tới boss. Giống, tiểu hoàng đế gầm nhẹ một tiếng, bước chân có chút lảo đảo lao về phía kẻ địch. Móng phải sắc bén vung lên, tùy tiện xé rách kẻ địch. Nhưng đây chỉ là một ảo ảnh, tình huyễn thuật chế tạo giả tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự xuất hiện ở sau lưng tiểu hoàng đế, chảy phục ma đâm về tấm lưng ra chóc thịt bong tiểu hoàng đế đột nhiên xoay người, nhanh chóng vung ra móng vuốt phải. Chiều cao của hắn vừa vặn tới phần eo Trương Nguyên Thanh, móng vuốt đen xì sắc bén quét trúng phần eo. Hào quang màu vàng lóe lên, đòn cao bị cản lại. Trương Nguyên Thanh vung quyền trượng sơn thần, hung hăng gõ vào đỉnh đầu tiểu hoàng đế, gõ làm vải bắn tung tóe. Phanh, phanh phanh phanh, hắn di chuyển vòng quanh tiểu hoàng đế, quyền trượng trong tay không ngừng quật, cũng phối hợp kỹ xảo chiến đấu không tệ của mình, ngăn cản boss nhưng tiểu hoàng đế cho dù giảm xuống phẩm chất, lực lượng cùng tốc độ vẫn mạnh hơn tinh quan cấp 4. Nó mặc dù ở hạ phong, tiếp tục bị quật, thân thể thấp bé sớm đã trồng chất vết thương, nhưng chỉ cần trương nguyên thanh ý đổ áp sát đâm ra chảy phục ma, nó liền điên cuồng phản công. Oa, oa, tiếng trẻ con khóc càng thêm kịch liệt, trong bụng trương nguyên thanh cũng chuyển ra tiếng khóc, hô ứng. Phần bụng chấn động mạnh co rút đau đớn, trên bụng in ra một khuôn mặt trẻ con. Tiểu hoàng đế thừa cơ vung móng vuốt phải còn sót lại, quét mạnh vào phần eo kẻ địch. Trương Nguyên Thanh bay ra như diều đứt dây, khi rơi xuống đất lăn lộn, hắn nghe thấy đai lưng kim loại cạch một tiếng, cái dây lưng hàng hiệu chất lượng cực tốt này, rốt cục không chịu nổi gánh nặng hư hao. Lúc này, cái bụng đã nhô lên đến tình trạng phi thường khoa trương, như phụ nữ mang thai lập tức sẽ chuyển dạ. Mà phương thức chuyển dạ duy nhất của hắn chính là vỡ bụng mà ra. Thời gian cấp bách, Trương Nguyên Thanh chưa kịp đi quản loa miêu vương, đạo cụ này không cách nào bị thu vào ô vật phẩm, nút thắt hầu bao lại đứt mất, cưỡng ép đi nhặt chỉ là vướng víu, cũng không thể cầm ở trong tay chiến đấu. Trạng thái càng lúc càng không ổn, trong 20 giây không thể giải quyết nó, ta cũng chỉ có thể sử dụng loa miêu vương. Đầu óc trương nguyên thanh chuyển động, đánh giá kỹ năng, đạo cụ của mình. Thai nhi trong bụng mỗi thời mỗi khác đều đang đoạt lấy lực lượng cùng kỹ năng của hắn, ở trạng thái chảy máu không ngừng, thủ đoạn có thể nâng cao cho bản thân liền tỏ ra càng đáng quý. Tiếng kèn của loa miêu vương đối với hắn vẫn có tăng phúc nhất định thật sự đến sống chết trước mắt, cho dù bại lộ thân phận truyền nhân ma quân cũng phải sử dụng, dù sao nếu trở về linh cảnh, mọi việc đều là không. Rất nhanh, hắn nghĩ ra một biện pháp, đốc, quyền trượng sơn thần hướng dưới chân cắm xuống, một nửa thân trượng cắm vào trong đất bùn mềm xốp, đá quý xanh biếc trên đỉnh phát ra vầng sáng. Cỏ cây xung quanh ùn ùn dị hóa, lòng đất chui ra từng cành cây, ý đồ cuốn lấy tiểu hoàng đế. Chương 1194, trả lại chảy phục ma một tiểu hoàng đế toàn thân xanh đen mở ra bờ môi đen nhánh, đột nhiên khẽ hút, phải còn thừa ngoài thân mở ra, điên cuồng cướp đoạt sinh cơ xung quanh. Sinh cơ trương nguyên thanh nhanh chóng sói mòn, làn da khô quắt nhăn nhúm, trạng thái trở nên càng thêm không ổn. May mắn duy nhất chính là, miếng hộ tâm kẻ bất khuất hơi làm chậm trình độ sói mòn, mà dày hậu thổ cung cấp sức bền cùng đại địa chi lực, chống đỡ thân thể mỏi mệt không chịu nổi của hắn. Trương Nguyên Thanh lấy ra một đạo cụ thiếu chút nữa bị lãng quên. Son máu, mở ra hộp son phấn bằng bạc, đầu ngón tay bốc lên một chút son phấn đỏ tươi, bôi ở trên chảy phục ma. Tiếp theo, hắn khẽ phun ra một ngụm thái âm chi lực, triệu hồi ra bóng hình xinh đẹp đỏ tươi mặc áo cưới, bế đứa bé đáng yêu. Ngay sau đó thi triển thần du, linh thể xuất khiếu, cùng quỷ tân nương lướt về phía tiểu hoàng đế. Chủ tớ đồng thời lao vào trong cơ thể tiểu hoàng đế. Gào, tiểu hoàng đế mở ra bờ môi đen nhánh, phát ra rít gào phẫn nộ. Thân thể nó run rẩy kịch liệt, tứ chi co rút, tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể với hai đạo linh thể cảnh giới thánh giả trong cơ thể. Một bên khác, một luồng u hồn xuất hiện, bám vào ở trên chày phục ma bôi son máu, gào thét bắn về phía tiểu hoàng đế. Phốc, chày phục ma đâm vào lồng ngực tiểu hoàng đế, nó đột nhiên cứng đờ. Trương Nguyên Thanh thì vượt ở trước khi chày phục ma đến, thu bạch lan về trong linh thể. Một giây sau, màu vàng mặt trời bùng nổ, hào quang vàng óng từ trong khoang miệng, hai mắt, lỗ mũi tiểu hoàng đế phun ra, đốt thân thể nó thành than. Bóng ma bám vào ở trên chày phục ma, cũng ở dưới nhật chi thần lực tan thành mây khói. Lần này, tiểu hoàng đế không thể sống lại, bởi vì hào quang màu đen của bàn xoay âm dương bao phủ đầu đứa bé trên bờ vai. Giải quyết xong, Trương Nguyên Thanh nhặt lên chày phục ma, nhấc chân đạp lên lồng ngực xác chết cháy, cầm lấy đầu đứa bé, nhổ nó xuống. Thân thể tiểu hoàng đế triệt để tiêu tán, bộ kiện đạo của loại quy tắc tôi nhận lấy. Trương Nguyên Thanh thu đầu đứa bé vào ô vật phẩm, trở về nơi loa miêu vương rơi xuống, sách hầu bao trong tay tiếp theo lại nhặt lên bàn xoay âm dương đưa đạo cụ này về trong ô vật phẩm cấm chế tan đi làm xong tất cả những thứ này hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến trông thấy âm cơ dẫn theo các đồng đội mặt mũi tràn đầy kích động trở về tiếng bước chân từ xa tới gần các đồng đội đứng ở cạnh thi thể hình người cháy đen như than anh gà đỏ đá đá thi thể đá ra cho đen thật sự chết rồi rốt cuộc chết rồi anh gà đỏ cười to ba tiếng tôi có thể về nhà uống canh rồi trừ âm cơ tương đối chấn định trên mặt người khác dâng lên nét vui mừng nhìn tiểu hoàng đế hoàn toàn chết đi đều có loại cảm giác như mộng ảo nhiệm vụ cấp s cứ như vậy vượt qua rồi từ nay về sau chúng ta cũng đạt thành huân chương thông qua cấp s khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của hạ thụ chi luyến khó nén ý cười nói đây là cho điểm ẩn tôi chỉ là bên trong quan phương có đôi khi cho dù công huân không đủ nhưng thành viên từng thông qua cấp s sẽ so với người khác càng được lãnh đạo chú ý cùng coi trọng hơn trên mặt hạ hầu ngạo thiên đầy vui vẻ, nâng cầm lên, đây là vinh quang cùng huân chương nhân vật chính ắt không thể thiếu. Hắn là rất vui vẻ, không, vui vẻ đến nổ tung rồi. Điểm kinh nghiệm cùng phần thưởng là thứ yếu, huân chương thông quan cấp S mới là trọng điểm. Hạ hầu ngạo thiên quá khứ chỉ từng vượt qua hai lần cấp A, chưa có vinh quang vượt ải cấp S, vẫn luôn rất lấy làm tiếc. Nay nhân vật chính đạt được vinh quang tương xứng với địa vị của mình, miễn bản vui vẻ bao nhiêu. Cấp S, tự do chi ưng thấp giọng lẩm bẩm cô hít sâu một hơi, vui sướng trên mặt như thế nào cũng không đè nén được. Hạ thụ chi luyến đề cập cho điểm ẩn cũng áp dụng ở trong tổ chức thiên phạt, tình huống phó bản lần này sẽ trở thành cầu thang cho cô tấn thăng hoàng kim chấp hành quan cấp 2. Nguyên thủy thiên tôn anh thật lợi hại, về sau nếu đều có thể ghép với anh thì tốt rồi. Vân mộng vui vẻ nói, phân bộ thanh hòa bởi vì nguyên nhân kết cấu nội bộ, thuộc tính dân tộc, không coi trọng chức vụ cùng ích lợi, vui sướng của cô thuần túy nhất, đại nạn không chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với chảy phục ma trong tay hắn. Mới đầu, ấn tượng của bọn họ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là quả thật có mấy chiêu. Nhưng tuyệt đối chưa nói là bội phục cùng ỉ lại, thẳng đến một trận chiến đáy biển, hắn ở trong ba người hạ hầu ngạo thiên phân tích ra trận pháp, ôn thần tự do chi ưng cùng âm cơ khắc chế âm thi đại quân, cứng rắn nổi bật hẳn lên, phát huy ra tác dụng quan trọng. chương 1195, trả lại chảy phục ma 2. Sau khi lên bờ, vị trí đội trưởng, thật ra vô hình chung đã chuyển rời đến trên người hắn. Cho nên sau khi chế định kế hoạch, mọi người hầu như không phản đối, mang tài sản tính mạng giao tới trong tay hắn. Bây giờ nghĩ đến là điều cực kỳ không thể tưởng tượng. Rõ ràng chỉ là cấp 4, lại ở trong phó bản, áp chế hạ hầu ngạo thiên cấp 5 cùng âm cơ cấp 6, đây mới là thiên tài thật sự, hơn xa các nhân tài kiệt xuất trong cùng cấp bậc có thể so sánh. Đó chỉ có thể tính là tinh anh, hạ hầu ngạo thiên trầm mặc một phen, khen, nguyên thủy thiên tôn, Ừm, đạo cụ trong tay cậu rất không tệ, khen tôi vài câu thì chết à? Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để chống đỡ, chỉ có thể a à một tiếng. Nếu không có chảy phục ma, mặc dù có bàn xoay âm dương khắc chế, đội ngũ cũng phải chết một nửa số người. Không, thật ra ở đáy biển, nếu không phải hắn cùng bàn xoay âm dương tính tình hợp nhau, lúc ấy đã chết một nửa số người. Mà dù vậy, hạ Thụ cùng Vân Mộng vẫn đã chết một lần. Trương Nguyên Thanh nói, nói đến đạo cụ đạo cụ loại quy tắc này của tạ ra về tôi, không có ý kiến chứ. Mọi người nhìn nhau, hoặc nhíu mày hoặc trần chờ. Trương Nguyên Thanh bổ sung nói, hai đạo cụ thưởng, tôi sẽ dựa theo bọn họ trả giá chia cho các người, mọi người có thể trao đổi phương thức liên lạc. Nghe vậy, mọi người trong lòng dễ chịu hơn, đều gật đầu. Thật ra cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt riêng, bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì đạo cụ cũng thu vào ô vật phẩm rồi, giết người đoạt bảo cực đoan nhất cũng không làm được trước mắt hắn chịu lấy ra một bộ phận phần thưởng chia sẻ, còn có thể nói cái gì. Ngay sau đó, mọi người trao đổi phương thức liên hệ. Công lao của bản nhân vật chính là lớn nhất, cậu cho 80 triệu không quá phận chứ. Hạ hầu ngạo thiên vẻ mặt đầy chờ mong nói, 80 triệu, anh là muốn bảo tôi trả thay anh tiền túi nguồn năng lượng nhỉ. Trương Nguyên Thanh liếc một cái đã nhìn thấu dụng tâm nông cạn của Hạ Hầu Ngạo Thiên, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Nhiệm vụ chủ tuyến của anh đã hoàn thành, sao còn chưa kết toán? đã đang kết toán, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, mau cút đi, không tiến. Hạ Hầu Ngạo Thiên đang muốn bật lại, bỗng nhiên cả người cứng đờ, cái chán hiện lên một cái lò đan bỏ túi mây mù lượn lờ, con người màu nâu chuyển thành màu tím. Một bên khác, chán âm cơ sáng lên một mảng tinh vân mông lung thần bí, tinh thần lược tràn ra ngoài thân. Quá trình kéo dài mười mấy giây, chờ khí thức dâng trào trong cơ thể hai người bình phục, Trương Nguyên Thanh phát hiện khí thức của bọn họ cường thịnh hơn rất nhiều. Không hổ là phó bản cấp S nha, thế mà một lần tăng thêm 18% điểm kinh nghiệm, tháng sau vượt qua một phó bản nữa, tôi liền có thể lên tới cấp 6. Hạ hầu ngạo thiên phấn chấn nói, Trương Nguyên Thanh nhìn vẻ mặt hâm mộ hơn nữa chờ mong của các đồng đội, trong lòng nghĩ là mới 18% sao, mình mỗi lần vượt qua phó bản cấp S, đều thưởng 3 đến 40% giá trị kinh nghiệm đó. Lúc này, âm cơ liếc qua, nói tôi đi về trước, chờ tôi tìm được đạo cụ thích hợp, sẽ liên hệ cậu. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tình báo tôi đạt được đạo cụ, đừng tiết lộ ra ngoài trước. Hắn cần thương lượng với Phó Thanh Dương một phen mượn dùng đạo cụ đánh cờ với quan phương như thế nào, cũng đừng vừa rời phó bản, người tổng bộ cùng phân bộ Giang Hoài đã đợi ở vịnh phó ra, như vậy sẽ rất bị động. Sự việc thành phố Tĩnh Hải khiến hắn ý thức được, công huân tuy tốt, lại có một chỗ thiếu hụt chí mạng. Nó không thể lấy công chuộc tội, rất có thể không đợi được đổi công huân, giữa đường liền xảy ra ngoài ý muốn, ví dụ như trong một năm không thể thăng chức. Đương nhiên, cái này chủ yếu là hắn thăng cấp quá nhanh, Công huân kiếm cũng quá nhanh. Đối với hành giả quan phương bình thường mà nói, chỗ tốt của công huân lớn hơn tiền tài các loại ích lợi. Được, âm cơ khẽ gật đầu. Một giây sau, cô cùng Long Ngạo Thiên biến mất ở trong phó bản, trở về hiện thực. Sau khi hai người rời khỏi, anh gà đỏ biến sắc, hỏng rồi, nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là sống sót 36 giờ, thời gian chưa tới, không ra được, canh gà của tôi. Anh giờ mới phản ứng lại sao? Trương Nguyên Thanh nhìn hắn một cái. Thời gian chúng ta vào phó bản đại khái là 16 giờ, còn có đầy đủ thời gian, mọi người cùng nhau siêu tầm tài liệu đi, trong phó bản này tài liệu có giá trị hẳn là không ít. Hạ Thuộc Chi Luyến nói, các tài liệu bên ngoài bán đều là các linh cảnh hành giả từ trong phó bản siêu tập. Đáng tiếc nó đã bị đốt thành cho, tự do Chi ưng nhìn tàn thể của tiểu hoàng đế, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lúc này, cô phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đi về phía trong hành cung, lập tức câm miệng, vội vàng đuổi theo chương 1196, trả lại chảy phục ma ba. Hạ thụ chi luyến đi vội vài bước, sóng vai trương nguyên thanh, phỏng đoán nói. Quái vật trong phó bản tập trung ở đáy biển, hành cung có thể sẽ không có thu hoạch. Tôi không phải vì tài liệu, trương nguyên thanh bước qua bậc cửa, tiến vào trong hành cung. Vậy là, hạ thụ chi luyến nhíu mày, trương nguyên thanh chưa trả lời, xuyên qua đình viện mọc đầy cỏ dại, đến ngoài cửa chính cung từ nguyên cung. Hành cung rất nhỏ, chỉnh thể hình chữ nhật, dài khoảng trăm mét rộng hơn 30 mét, tổng cộng 3 cung điện, ở giữa là từ nguyên cung, cũng chính là chỗ ở của mẫu thân tiểu hoàng đế. Bố cục trong điện đơn giản, bên trái là tầm cung, bên phải là ngoại thất, bố trí đồ gia dụng, giá sách đơn giản, dị thường túng thiếu. Trương Nguyên Thanh ở tầm cung cùng phòng trong dạo qua một vòng, hỏi. Hạ thụ, cô có thể nhìn ra điểm gì? Hạ thụ chi luyến nhìn về phía một sấp công văn trên giá sách, nói. Có giá trị nhất cũng chỉ những thứ này. Trương Nguyên Thanh ừng một tiếng, đi thẳng về phía giá sách. Từ nguyên cung bố trí đơn giản, vừa xem hiểu ngay, hắn tự nhiên có thể nhìn ra có giá trị nhất là công văn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra những thứ này, nếu có ô ngầm, manh mối không rõ ràng vân vân, liền nhìn không ra, còn cần thám báo đến. Hỗ trợ cùng nhau xem, hắn rút ra một quyển công văn, phủi bụi bên trên. Xem cái gì, hạ thụ chi luyến hỏi, không biết, xem trước một chút đi, trương nguyên thanh lắc đầu, công văn nội dung rất nhiều, sự tình rất tạp, nhưng phân chia kỹ, có thể chia làm ba loại, tình báo chiến tranh, hành triều thảo thị, thư tín nguyên tống. Trương Nguyên Thanh ở trong tình báo chiến tranh, thấy được tin tức rất nhiều tổ chức người tu hành cổ đại. Những năm cuối Nam Tống, chính đạo suy yếu, quân nguyên hợp nhất rất nhiều tà ma ngoại đạo cùng danh môn chính đạo hoạt động ở phương Bắc, Nam Hạ Trinh Phạt. Triều đình Nam Tống vừa đàm phán với quân nguyên, vừa âm thầm truyền tin các môn phái kia, hy vọng kỳ nhân dị sĩ có thể trở về triều đình, cùng nhau kháng nguyên nhưng nam tống diệt phong là đại thế không ai tiếp ứng ồ hạ thụ chi luyến bỗng nhiên đưa một phần văn thư nói cậu xem xem cái này trương nguyên thanh tiếp nhận công văn tập trung đọc kỹ đây là một phần tình báo quân sự nhưng nói không phải động hướng của quân nguyên mà là có liên quan với người tu hành bên trên nói người tu hành cửu độc giáo phương bắc cùng ám ảnh lâu tây vực hướng thống xoái quân nguyên góp lời luyện long khí còn sót lại để chấn sơn hà chỉ một câu như vậy không có tình hình cụ thể tôi muốn tìm chính là cái này. Trương Nguyên Thanh nở nụ cười, thứ đó rất quý giá sao. Anh gà đỏ phía sau kích động ghé lên, đám người hạ thụ chi luyến thì ném tới ánh mắt dò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đi siêu tập tài liệu, vào hành cung chỉ vì tìm phần văn thư này. Nó ẩn chứa bí mật gì sao? Không quý giá, chỉ là thỏa mãn một phen sự tò mò. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh các đồng đội, còn nhớ linh cảnh giới thiệu không? Vân Mộng dành trả lời, vì phòng bị Nam Tống cho tàn lại cháy, quân nguyên phái kỳ nhân dị sĩ bày ra tỏa long trận, để tướng sĩ đáy biển vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng thật ra mục đích chân chính là luyện một âm thi cấp chúa tể, luyện long khí còn sót lại để chấn sơn hà, chỉ chính là ý tứ này. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, những năm cuối Nam Tống, thiên địa linh lực khô kiệt, hả, bí mật này mấy người hẳn là đều biết nhỉ, dù sao đều là thánh giả, nếu không biết, coi như tôi tặng các người miễn phí. Trở lại chuyện chính, những năm cuối Nam Tống, chúa tể của giới tu hành hẳn là đều chết không còn bao nhiêu, kỳ nhân dị sĩ trong quân nguyên, muốn mượn vương triều thay đổi, lợi dụng cho tàn đại thống, luyện ra một âm thi cấp chúa tể. Rất đáng tiếc bọn họ đã thất bại, mấy vạn âm thi xử lý lại quá phiền toái, dứt khoát bỏ đi không để ý, cho nên tiểu hoàng đế bị để lại đáy biển. Anh gà đỏ giật mình hiểu ra, thì ra là thế, đây là kịch tình hoàn chỉnh của phó bản. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh Cảm Khái nói, đáng tiếc nhiệm vụ ẩn này đã bị kích hoạt, phần thưởng không liên quan với chúng ta, Nhiệm vụ ẩn, anh gà đỏ ngẩn ra. Trương Nguyên Thanh nói, bằng không anh cho rằng một đội ngũ trước vì sao đoàn diệt ở nơi này. Hạ thuộc chi luyến bừng tỉnh đại ngộ. Ý của cậu là, một đội ngũ trước kích hoạt nhiệm vụ ẩn, kết quả tập thể đoàn diệt, lúc này mới dẫn tới độ khó, nhai sơn chi hải, thay đổi, mà không phải bọn họ vượt ải thất bại, đạo cũng mất đi ở trong phó bản, cho nên độ khó của phó bản mới xảy ra biến hóa. Ý tứ không khác lắm, nhưng nhân quả khác biệt. Thật ra ma quân sống sót, Chẳng qua hắn tựa như không nói cho âm cơ sự kiện đó, nếu như vậy, tên kia lúc trước có phải ám toán đồng đội hay không? Bằng không sao lại ở trong loa miêu vương cảm khái công trạng hoàn thành vượt mức loại lời này. chương 1197, trả lại chày phục ma 4. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ chuyển động, mặt ngoài bình tĩnh. Chính là như thế, ôm tâm tình bừng tỉnh đại ngộ, anh gà đỏ mượn vân mộng một món đạo cụ thủy quỷ cảnh giới siêu phàm, cùng các đồng đội kết bạn tới bờ biển. Cái khác không nói, chỉ tài liệu trong cơ thể những âm thi kia, ước chừng mấy vạn âm thi, đủ bọn họ phát tài một khoản. Nào ngờ, mới vừa đi ra khỏi hành cung, liền thấy bầu trời xanh thẳm, không biết khi nào bị hào quang màu vàng óng phủ kín. Một luồng khí tức minh mông cuồn cuộn, đoan chính bá đạo, bao phủ toàn bộ nhai sơn chi hải. Chuyện gì vậy? Anh gà đỏ sợ hãi biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt sợ hãi, phó bản không phải đã kết thúc sao? Chúng ta là kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Ở dưới uy áp như rơi vào vực sâu thế này, cho dù là hỏa sư, cũng không dâng lên nổi đấu trí cùng chiến ý. Hạ thụ chi luyến vẻ mặt ngưng trọng, yên lặng triệu hồi ra đoàn kiếm. Tự do chi ưng cùng vân mộng như đối mặt đại địch, khuôn mặt khó nén sự sợ hãi. Không cần sợ, đó là tồn tại vô thượng tôi triệu hồi đến, sơn thần nương nương vĩ đại mà thánh khiết, đoan trang mà xinh đẹp, cao quý mà tao nhã, mà tôi là vãn bối ngài thích nhất. Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu vô cùng thành kính nói, lời nguyên thủy thiên tôn, nghe vào trong tai mọi người, Quả thực là thanh âm đẹp nhất thế gian. Hắn lúc ấy triệu hồi là loại tồn tại vĩ đại này. Cùng lúc thở phào, trong lòng mọi người dâng lên một sự hâm mộ cùng ghen tị khôn kể, có thể ở trong phó bản triệu hồi loại tồn tại cấp bậc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chết cũng khó. So sánh với người khác hâm mộ, tự do chi ưng nghĩ càng nhiều hơn, chẳng lẽ đây là nguyên nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn thăng cấp nhanh như vậy. Hắn từ nơi nào đạt được kỳ ngộ, đây là tình báo cực kỳ quan trọng có thể khiến tổ chức hiểu biết tốt hơn nguyên nhân một vị nhân vật thiên tài quật khởi. Tôi thích ánh mắt của các người, Trương Nguyên Thanh mặt ngoài chấn định, nói các người đi bờ biển trước. Chờ mọi người rời đi, hào quang màu vàng óng giữa không trung nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành một đạo hào quang, buông xuống ở cửa hành cung. Trong hào quang màu vàng óng, thần nữ lạnh nhạt đoan trang đứng lơ lửng, mặc nghe thường hoa mỹ, tóc đen như thác nước, dung nhan thanh lịch đoan trang kia mang theo một chút ý cười như có như không giống như một đóa hoa sinh trưởng ở tiên giới, thanh lịch cao thượng, nhẹ nhàng buông xuống nhân gian. Trương Nguyên Thanh cúi đầu lại ngay, cao giọng nói, nương nương thứ tội, tam đạo sơn nương nương hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại. Có tội gì, Trương Nguyên Thanh liền nói, vãn bối không nên ở trước mặt người ngoài đánh giá nương nương, nương nương phong hoa tuyệt đại, tuyên cổ vô song, nào phải vãn bối có thể tùy ý hình dung. Trên dung nhan thanh lệ tuyệt luân của tam đạo sơn nương nương, ý cười tựa như đậm thêm vài phần, thản nhiên nói lấy chảy phục ma ra trương nguyên thanh hai tay dâng lên giơ ở đỉnh đầu chảy phục ma hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng ẩn vào trong cơ thể nương nương ai duyên phận chúng ta đã hết đường sau này cần tự mình đi rồi trong lòng trương nguyên thanh dâng lên sự không nỡ mãnh liệt chảy phục ma cùng giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ lúc ban đầu của hắn cũng là chỗ dựa quan trọng thành danh giết địch là có cảm tình lão mõ bấm tay bắn ra một tấm da dây nhẹ nhàng bay về phía trương nguyên thanh đây là nghi thức hiến tế sau khi đơn giản hóa mặc kệ là ở hiện thế hay phó bản đều có thể câu thông với ta hơn nữa có thể lặp lại sử dụng tam đạo sơn nương nương giọng lạnh nhạt dễ nghe nương nương vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ trương nguyên thanh trịnh trọng thu lại tấm da dê nói vãn bối gần đây tâm ma nảy sinh làm việc cố chấp khó có thể tự khống chế muốn hướng nương nương cầu một món pháp khí tâm ma nảy sinh nàng khẽ nhíu lông mày thanh tú nói vật gì gương quỷ của ngân giao quận chúa trương nguyên thanh nói tam đạo sơn nương nương nói có thể trong một tuần ta sẽ đưa gương cho ngươi nàng thậm chí không do dự pháp khí quan trọng của đệ tử nói đưa là đưa dù sao ngay cả đệ tử nàng cũng nói tặng là tặng tuyệt trên mặt trương nguyên thanh lộ ra nụ cười thử nói nương nương là có việc trì hoãn tam đạo sơn nương nương lắc đầu ta đã sớm ở ngoài tu di giới tử không đợi trương nguyên thanh mở miệng nàng trầm giọng cảnh báo đạo tu hành tranh với trời tranh với người có thể mượn thế, nhưng không thể luôn ỉ lại ngoại lực. Sau này mọi chuyện trong phó bản, ta đều sẽ không giúp ngươi. Đa tạ nương nương nhắc nhở, vãn bối nhớ kỹ trong lòng. Thái độ Trương Nguyên Thanh rất tốt, ai, về sau không thể bật hách nữa. Trương 1198, trở về hiện thực một. Hắn sau đó hỏi, nương nương, chờ dung hợp dương phách trong chảy phục ma, ngài có thể rời khỏi linh cảnh hay không? Ngài có nghĩ tới ở hiện thế xây dựng lại thuần dương giáo phái không? Tam đạo sơn nương nương nói, ta trong ngắn hạn sẽ không rời khỏi linh cảnh. Vì sao, rời khỏi linh cảnh, bổn tọa không có thể nhân vật, khó trở về nữa. Mà trong linh cảnh cất giấu hy vọng tấn thăng nhân tiên. Nàng không giấu giếm, chúc nương nương sớm ngày tấn thăng nhân tiên, thọ ngang trời đất, bất tử bất diệt. Trương Nguyên Thanh cúi đầu lại ngay, quả nhiên, vãn bối này chưa từng khiến nàng thất vọng. Tam đạo sơn nương nương mỉm cười, còn có chuyện gì? Cung tiến nương nương, Trương Nguyên Thanh chưa đứng dậy. Tam đạo sơn nương nương nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng biến mất phía chân trời. Sau thu thập tài liệu dài đến gần 20 giờ, mọi người bên bờ sửa sang lại chiến lợi phẩm, nghe thấy tiếng phó bản nhắc nhở quen thuộc. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người nhai sơn chi hải, đánh số 012, độ khó cấp bậc S, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang kết toán, đạt được vật phẩm, bộ mặt quân hồn sao, thưởng điểm kinh nghiệm 93% nhiệm vụ chính tuyến kết toán hoàn thành. Đinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng đạo cụ, bao tay tật phong giả. Kết toán xong, 3 phút sau rời khỏi linh cảnh. A, à, 93% điểm kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ như điên, hắn hoàn toàn không ngờ, phần thưởng điểm kinh nghiệm vậy mà lại hậu hĩnh như thế. Hạ hầu ngạo thiên mới thưởng 18% điểm kinh nghiệm. Đây hầu như là một phó bản thăng một cấp, đây là phần thưởng hậu đãi cỡ nào, quả thực. A, à, mình hình như trước giờ đều như vậy vậy không có việc gì rồi, nghĩ lại một chút, tựa như lại có thể lý giải. Đầu tiên, Hạ Hầu Ngạo Thiên ở trong phó bản biểu hiện chắc tuyệt chỉ có hai lần, một lần là nổ tung hạm đội U Linh, hai là tìm kiếm ra mắt trận, từ đó về sau liền luôn làm diễn viên quần chúng. Nhiệm vụ chính tuyến thật sự thuộc về cấp 5, 6, hắn hầu như không tham dự. Tiếp theo, Hạ Hầu Ngạo Thiên là cấp 5 đại hậu kỳ, 18% của hắn sẽ không hàm lượng vàng thấp hơn so với 50% của cấp 4, cái này còn là nhắm chừng bảo thủ. Cuối cùng, mình trừ trên hạm đội U Linh không có cống hiến, lúc ở đáy biển đã ngăn cơn sóng dữ, lại thêm công lao đánh chết boss, thưởng 93% không quá phận. Thánh giả cấp 4 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 5, 6, thưởng nhiều như vậy mới hợp lý. Khi suy nghĩ tung bay, trên trán chuyển đến nóng bỏng quen thuộc, một mảng tinh vân như mộng ảo hiện lên. Sau đó, một luồng tinh thần lực minh mông từ trong dấu ấn trào ra, dịu dàng tắm rửa thân thể, dung nhập trong từng tế bào, dung nhập trong một cái xương. Cơ thể của hắn ở trong lực lượng tinh tú tắm rửa, trở nên cường đại hơn, khí chất thần bí mờ mịt. Bởi vì chưa thăng cấp, hắn chưa từng nắm giữ kỹ năng mới, nhưng sau khi 5% điểm kinh nghiệm tăng lên tới 98%, bản thân hắn các phương diện tố chất đều tăng lên ít nhất gấp đôi. Khoảng cách tinh độn thuật được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa có thể tự khống chế khoảng cách. Mà sức mê hoặc của tinh huyễn thuật cũng trở nên mạnh hơn, kết hợp hắn đoạn thời gian này khổ tu kỹ xảo của Thái Âm luyện thần thiên, đã có thể chế tạo hình thái ban đầu của ảo giác. Trừ kiếm khách loại nghề nghiệp đặc thù này, hoặc ai có được đạo cụ, kỹ năng khắc chế ảo thuật, chỉ cần điểm kinh nghiệm thấp hơn hắn, đều sẽ bị ảo thuật ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh sau đó xem xét bảng thuộc tính, tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc: nhân loại, nghề nghiệp: tinh quan, cấp bậc: 4, kỹ năng: thần giả du giả du, vệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mỹ thuật, linh lục Tinh quan tinh tướng thuật, tinh nguyễn thuật, tinh độn thuật, tinh thần chi thể. Điểm kinh nghiệm 98%, điểm đạo đức 2.800, điểm danh vọng 210. Sau khi vượt phó bản giết chóc, giết tiểu đệ của thần tướng, điểm danh vọng của hắn tăng tới 240, nhưng đánh chết ngụy Nguyên Châu đều là trận doanh hợp pháp, hại hắn trừ 30 điểm danh vọng. Chẳng qua, ngụy sau khi vụ án Nguyên Châu định tính, hắn thu hoạch 700 điểm đạo đức. Danh vọng vẫn là không đủ, 210 điểm danh vọng mình nhiều nhất chỉ có thể giết 7-8 điểm nghề nghiệp hợp pháp, còn phải là điểm danh vọng không nhiều cái loại đó. Sau khi rời khỏi phó bản, nên đi săn giết nghề nghiệp tà ác. Chỉ có giết càng nhiều nghề nghiệp tà ác, mới có thể càng dễ giết nghề nghiệp hợp pháp. 98% điểm kinh nghiệm, còn thiếu 2% liền thăng cấp, thật đáng tiếc vệ linh hấp thu chính là thái âm chi lực, mà mình thăng cấp cần là tinh thần chi lực. Chương 1199, trở về hiện thực 2 hắn nhìn 98% điểm kinh nghiệm trong bảng thuộc tính, thấy không cam lòng. Tinh quan cấp 5 có thể khống chế quan tinh thuật, xem như thật sự đăng đường nhập thất. Nhưng 2% điểm kinh nghiệm, như một lạch trời, khiến người ta không thể làm gì. a à, hình như có biện pháp, người tu hành cổ đại có thể cắn nuốt lực lượng cùng nghề nghiệp, dựa vào ăn thịt người, tu hành, dựa vào cái gì mình không thể. Mặc dù phương thức thăng cấp khác biệt, nhưng hấp thu lực lượng bản chất này là không thay đổi, chỉ cần cho mình tinh thần chi lực thuần túy, mình tất nhiên có thể thăng cấp. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, sau đó lắc đầu, biện pháp này có chút vô nhân đạo, hơn nữa loại bí pháp này chỉ có người tu hành cổ đại sẽ dùng, mà lão mó tự cho mình là chính đạo, chắc chắn sẽ không cho phép mình làm như vậy. Hắn tiếc nuối nghĩ, mở ra ô vật phẩm, xem xét đạo cụ thường. Đầu tiên là bộ mặt quân hồn, đây là một tấm mặt nạ màu trắng làm bằng da, cái trán một mặt trời đỏ, phần mắt tô đen, khóe miệng nhích xuống, một bộ tướng gian trá. Cầm mặt nạ mấy giây, thuộc tính vật phẩm bắn ra. Tên, bộ mặt quân hồn, loại hình, mặt nạ, công năng, tạo nên nhân cách, giới thiệu, thời kỳ Nam Tống, có một vị tướng quân chứ danh, bởi vì tính tình ngay thẳng kiên cường, thường thường đắc tội đồng liêu, hắn không muốn làm trái bản tâm uốn mình theo người, lại cho rằng không làm ra thay đổi, đường công danh sẽ dừng bước không tiến, thế là hắn thỉnh cầu một vị hảo hữu huyễn thuật sư, chế tạo cho mình một cái mặt nạ. Mặt nạ này là mặt trắng, mặt vàng, mặt lam, mặt kim, Ghi chú một, người ta sống một đời, ai không phải đeo mặt nạ mà sống. Ghi chú 2, sau mỗi lần sử dụng, trong một giờ khó mà khống chế sướng vui giận buồn. Thân là chủ nhân mặt nạ, hắn tự nhiên mà vậy đọc hiểu công năng cùng trả giá của đạo cụ. Mặt trắng, nhân cách mặt trắng gian trá giảo hoạt, am hiểu âm mưu tính toán. Mặt vàng, dũng mãnh hiếu chiến, tính tình nóng nảy, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tức giận. Tố chất thân thể, cường độ kỹ năng tăng phúc 20%. Mặt lam, tính tình cương trực, kiệt ngạo bất tuân, vĩnh viễn không sợ, vĩnh viễn có một trái tim phản kháng, tuyệt không khuất phục. Sức chịu đựng tăng lên 50%, có thể miễn trừ 3 lần công kích loại tinh thần. Mặt kim, uy nghiêm đoan trang, có thể chấn nhiếp lòng người, có được 3 lần năng lực đả kích tinh thần. Mà trả giá của nó có hai cái, một sau khi đeo mặt nạ, mãi mãi cũng không cách nào tháo xuống, nhưng lúc không sử dụng nó, nó như là ẩn thân, chỉ có kích hoạt đạo cụ này, mặt nạ mới có thể xuất hiện ai không phải đeo mặt nạ mà sống. Trả giá thứ hai, trong ghi chú đã viết rất rõ ràng. Đạo cụ này thật mạnh, mà lại rất ngầu, thời điểm chiến đấu thay đổi mặt nạ, quá dọa người. Trương Nguyên Thanh vừa mừng rỡ vừa phát sầu, không nói cái khác, chỉ bằng mặt vàng, liền tương đương với 20% điểm kinh nghiệm tăng phúc. Buồn là, đồ chơi này dùng lâu, sẽ không tinh thần phân liệt chứ. Tâm tình hắn phức tạp đeo mặt nạ lên mặt, chỉ cảm thấy da mặt lạnh buốt một trận, trong khoảng khắc, hắn phát giác được một luồng lực lượng dung nhập thức hải mà khuôn mặt trơn bóng sạch sẽ cái gì cũng không có món đồ chơi này trực tiếp dung nhập thức hải rồi trương nguyên thanh đầu tiên là giật mình tiếp theo mừng rỡ cái này có nghĩa mặt nạ ở trong giấc mơ cũng có thể sử dụng ừm nó là đạo cụ của huyễn thuật sư huyễn thuật sư cảnh giới thánh giả lại gọi là trưởng mộng sứ có thể sử dụng ở cảnh trong mơ thật ra cũng không tệ trương nguyên thanh quay sang lấy ra đạo cụ thưởng của thẻ nhân vật một đôi bao tay nửa ngón màu lam nhạt, làm bằng da, trông cũng không tệ. Tên, bao tay tật phong giả. Loại hình, bao tay. Công năng, đao gió, phi hành. Giới thiệu, bao tay tật phong giả có thể khiến người đeo khống chế dòng không khí phi hành. Thời hạn 5 phút đồng hồ, phóng thích đao gió có thể chặt đứt sắt thép cứng rắn, cũng nhấc lên dòng không khí chế tạo cuồng phong. Ghi chú, người còn không xuống, chẳng lẽ là muốn sóng vai với mặt trời sao? Đây là đạo cụ ma quân thường dùng lúc cảnh giới thánh giả đi, bởi vì nó bù lại sở đoàn đại bộ phận thánh giả không thể phi hành, đao gió bù lại khuyết điểm mình thiếu thốn công kích khoảng cách xa, cuồng phong có thể khắc chế vũ trụ, không thể không nói là một món đạo cụ tỷ lệ giá trị trên trả giá cực cao. Trương Nguyên Thanh một lần nữa vừa mừng vừa lo, bao tay tật phong giả trả giá không lớn, phi hành không thể vượt qua 5 phút đồng hồ, bằng không, sẽ bay mãi về phía vũ trụ, bay về phía mặt trời, đối với thánh giả mà nói, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ cần khống chế tốt thời gian, trả giá này là có thể xem nhẹ không tính. chương 1200, trở về hiện thực 3. Mà mặc kệ là đao gió, phi hành hay cuồng phong, đều là năng lực hiệu quả cực cao, nó hẳn là đạo cụ của phong pháp sư nước ngoài. Khiến người ta băn khoăn nhất không phải trả giá của đạo cụ, mà là ma quân rất có thể thường xuyên sử dụng nó. Không biết học sĩ cấp chúa tể có thể điều chỉnh chi tiết nhỏ bề ngoài của nó hay không, tạm thời trước không dùng đạo cụ này, chờ liên lạc được liên tam nguyệt lại thử xem. Trương Nguyên Thanh cực kỳ hài lòng đối với hai món đạo cụ, chúng nó ở trên trình độ nhất định bù lại tổn thất do trả lại chay phục ma, bổ túc rất nhiều sở đoàn của hắn. Lại tính cả bàn xoay âm dương cùng Thánh Anh mà nói, lần này vào phó bản quả thực kiếm bộn. Cuối cùng, hắn lấy ra bộ kiện món đạo cụ loại quy tắc kia của tả ra đầu đứa bé. Tên, Thánh Anh, không chọn vẹn, loại hình, công năng, trị liệu, thai ngén. Giới thiệu, Thánh Anh là tác phẩm thất bại của vị tồn tại vô thượng nào đó, cũng là trong thiên địa nó quá cô độc, bởi vậy thường xuyên khóc ý đồ dùng khóc để triệu hồi đồng bạn ghi chú một trẻ con khóc nỉ non có khi thúc đẩy sinh đẻ có khi cũng sẽ đòi mệnh ghi chú hai xin đừng bổ toàn thân thể của nó nếu không sẽ dẫn phát tai nạn khó có thể tưởng tượng quả thật rất đòi mạng chẳng những đòi mạng còn vô cùng kinh sợ còn có đạo cụ này giới thiệu thuộc tính lượng tin tức rất lớn a à. trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm một tiếng trong giới thiệu để giấu tựa như là cố ý cắt bớt Tác phẩm thất bại của vị tồn tại vô thượng nào đó, tác phẩm thất bại cũng là đạo cụ loại quy tắc, vị tồn tại kia là cấp bậc gì? Tiếp đó chính là tin tức thân thể thánh anh không thể bổ toàn, cái này giải thích vì sao dòng chính tạ ra, có thể mang một cái đầu vào phó bản, lại vì sao chỉ mang một cái đầu vào phó bản? Chẳng qua, phương pháp phá giải đạo cụ loại quy tắc này, Trương Nguyên Thành trước mắt còn không biết, có lẽ có thể hỏi tạ ra một phen. Hắn thu lại cái đầu thánh anh, quay đầu nói với đám người hạ thụ. Thời gian sắp đến rồi các vị, sau này còn gặp lại, có rảnh thường liên hệ. Nói xong, đếm ngược vừa lúc kết thúc, bầu trời cùng nước biển xanh thẳm nhanh chóng mơ hồ. Tỉnh Giang Nam, thành phố Bì Cách, Bì Cách thuộc ra. Thành phố Bì Cách ở cổ đại lại gọi là thành Bạch Lộc, ở tận cùng phía nam tỉnh Giang Nam, tiếp giáp Phúc Tỉnh, là đại bản doanh của linh cảnh thế gia Hạ Hầu gia. Vùng ngoại thành, tiểu khu biệt thự Hạ Hầu, một trang viên nhỏ diện tích tới 4 mẫu, đương đại gia chủ Hạ Hầu gia đang ở trong phòng rèn dưới lòng đất, thanh tẩy tài liệu, chuẩn bị đúc đạo cụ. Đột nhiên, trận pháp phòng rèn bị người ta công kích, từng chú văn tràn ngập đạo vận lóe ra, hướng chủ nhân cảnh báo. Hạ hầu càn nhíu mày, mở ra một tấm gương cổ trên bệ rèn, mặt gương chiếu dọi ra cảnh tượng ngoài cửa phòng rèn. Một thanh niên ngũ quan tuấn tú đứng ở cửa, đang cầm một cây đoản kiếm, chém trận pháp thủ hộ. Tiểu tử này sao lại đến đây? Hạ hầu càn nhíu nhíu mày, có chút đau đầu. Hạ hầu ngạo thiên là cháu nội thất đệ của hắn, dòng chính hạ hầu ra. Kẻ này thiên phú cực tốt, tuổi còn trẻ đã ở trong bản cùng lứa tuổi của gia tộc nổi bật hẳn lên, so với mấy tiểu tử kia của hạ hầu chỉ một chi đó ưu tú hơn nhiều. Nhưng kẻ này cực kỳ nổi loạn hơn nữa tự đại, một thế hệ trẻ hạ hầu gia tộc, ID đi linh cảnh là bối phận chữ thiên, nhưng hạ hầu ngạo thiên cảm thấy ai đi linh cảnh ban đầu không đủ phong cách, tự tiện chủ trương đổi thành ngạo thiên. Đây là nổi loạn, hạ hầu ngạo thiên ở trong tộc thường xuyên trào phúng người cùng thế hệ, động cái ân gu xuẩn, tài trí bình thường, phế vật, ba mẹ ngươi còn không bằng nuôi một cái cuống rốn các loại lời lẽ vỗ nhục. Trưởng bối trong tộc nhìn không vừa mắt, lên tiếng gian dậy, hắn liền nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, hôm nay ta bị các ngươi khắp nơi làm khó dễ, ngày mai ta khiến các ngươi cúi đầu xưng thần. Tóm lại là đứa trẻ to xác làm người ta đau đầu. Hạ hầu càn vốn không muốn quan tâm, nhưng trận pháp cảnh báo thật sự quấy nhiễu sức chú ý, không thể chuyên tâm luyện khí, bất đắc dĩ triệt hồi trận pháp, phất tay áo mở ra cửa sắt, Ngạo thiên, chuyện gì quấy giày thúc công em của ông nội luyện khí vậy? Hạ hầu cần hít sâu một hơi, cố gắng vẻ mặt ôn hòa. Thúc công nhìn xem kiếm này. Hạ hầu ngạo thiên cầm trường kiếm sáng như tuyết trong tay đưa qua. Hạ hầu cần tiếp nhận, tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói kiếm tốt, cực phẩm cảnh giới thánh giả, ở đâu ra? Hạ hầu ngạo thiên tựa như chỉ chờ câu này, lập tức mũi hết lên trời, bản nhân vật chính cũng không phải người thích khoe khoang, nhưng nếu thúc công không ngại học hỏi kẻ dưới, nói cho ngài cũng không sao cháu mới từ trong phó bản đi ra, chương 1201, chùi đít cho rác rưởi một. Còn chưa dứt lời, hạ hầu càn đã ngắt lời hắn, cháu vào phó bản. Cháu lại không báo lên, hạ hầu ngạo thiên, cháu có phải thực không để ra quy vào mắt hay không? Hạ hầu ngạo thiên nói, bản nhân vật chính cả đời làm việc, không cần hướng ai báo cáo. Thúc công, ngài chớ ngắt lời cháu. Định lực của hạ hầu càn là vô cùng tốt, nhưng đối mặt vãn bối này, trung quy không chịu nổi huyết áp cao, lại hít sâu một hơi, ôn hòa hỏi, vào phó bản nào? Phẩm chất của đạo cụ, có quan hệ trực tiếp với độ khó phó bản. Cấp S, nhai sơn chi hải. Hạ hầu ngạo thiên sốt ruột không chờ nổi trả lời, thuận thế mũi hét lên trời, đầy mặt đều là, mau khen ta. Nhai sơn chi hải, hạ hầu càn thật sự chấn động rồi, dại ra vài giây, sau đó, vị lão gia chủ tóc hoa dâm này nheo mắt, nói, trình độ của cháu không vượt qua được cấp S, nói đi, ghép với ai. Hạ hầu ngạo thiên nghe vậy giận dữ, thúc công, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Túi nguồn năng lượng dùng rồi nhỉ, Thúc công cao kiến, thúc công không hổ là gia chủ. Khí thế của hạ hầu ngạo thiên chợt xì hơi, về phần người khác, ai vậy? Hạ hầu ngạo thiên sau khi rời phó bản ăn một bữa cơm, liền quên bọn họ. Nhân vật chính bận trăm công ngàn việc, sao có thể nhớ tên tiểu nhân vật chứ? Hạ hầu càn trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng, sau đó nói, hai món đạo cụ của tả ra cùng phân bộ giang hoài, cháu đạt được không? cháu cần bọn nó làm gì, cháu tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Hạ hầu ngạo thiên nói, hạ hầu gia chủ nhất thời đã hiểu, lại thở dài, kẻ này bất phàm, ngày đó xem ở trên mặt mũi phân bộ Tùng Hải, đè xuống thanh âm bất mãn trong gia tộc, trái lại chưa làm sai. Dừng một chút, hắn hỏi, cháu với Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ như thế nào? Có nổi lên xung đột hay không? Tự nhiên không có, hắn đối với cháu cực kỳ khâm phục, nói muốn tùy tùng cháu, làm tiểu đệ của cháu, còn nói chỉ cần cháu chịu đáp ứng, hắn liền tới hạ hầu ra chịu đòn nhận tội, nhưng cháu nói phải cân nhắc một phen. Hạ hầu ngạo thiên đứng khoanh tay, hạ hầu càn cười lên, không tệ, phí dụng túi nguồn năng lượng, có thể trả theo giai đoạn. Hạ hầu ngạo thiên vừa nghe, vui sướng không thôi, vội vàng đoạt lại kiếm của mình, cháu vốn còn muốn bán thanh kiếm cho gia tộc gán nợ, hừ, thúc công có mắt không tròng, không nhìn được hàng tốt. Hạ hầu càn 70 tuổi đột nhiên muốn đánh người, lão chỉ vào cửa, nói cút ra ngoài. Hạ hầu ngạo thiên hài lòng rời khỏi, mới vừa đi ra khỏi trang viên, bỗng nhiên nhớ tới quên yêu cầu thúc công ở trong diễn đàn nội bộ gia tộc phát thông cáo. Hắn trầm ngâm vài giây, cản một chiếc xe đưa đón đi ngang qua, đuổi bảo vệ xuống, tự mình lái xe đưa đón ra khỏi trang viên. Tiếp theo, hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái loa to, ấn cái nút ghi âm, lớn tiếng nói, hạ hầu ngạo thiên, vượt qua nhiệm vụ cấp S nhai sơn chi hải. Ấn phát đi phát lại một đoạn, ném vào chỗ ngồi, lái xe đưa đón bắt đầu đi dạo tiểu khu gia tộc cảnh vật dần dần rõ ràng trương nguyên thanh về tới phòng giam dưới lòng đất vịnh phó gia hắn đi thẳng đến bên giường nắm lên điện thoại di động gọi vào số di động của phó thanh dương nhạc chuông vang vài giây kết nối giọng điệu phó thanh dương cao ngạo lạnh lùng truyền đến vượt qua rồi đúng vậy trương nguyên thanh cười nói lão đại tôi lấy được hai món đạo cụ kia rồi lấy được hai món đạo cụ kia rồi trong lòng phó thanh dương là có đoán trước chỉ cần nguyên thủy từ trong phó bản còn sống đi ra vậy hắn ít nhất có thể đạt được một món đạo cụ thất lạc. Có lẽ là bàn xoay âm dương của phân bộ giang hoài, có lẽ là bộ kiện đạo cụ loại quy tắc của tạ gia. Loại dự cảm này không có căn cứ, cũng không có lý do, thuần túy là tín nhiệm. Mình mặc kệ hắn muốn làm như thế nào, nhưng mình biết hắn nhất định có thể làm được. Đây là tín nhiệm giữa cường giả, nhưng, khi chính tay nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hai đạo cụ đều đã đến tay, Phó Thanh Dương vẫn lâm vào trong kinh ngạc, nhất thời trầm mặc được chia một món chiến lợi phẩm cùng thu toàn bộ chiến lợi phẩm vào trong túi là hai việc hoàn toàn khác nhau thứ trước có thể thông qua đánh cờ thỏa hiệp đạt thành cái sau phải chấn áp đồng đội khiến họ tâm phục khẩu phục sau vài giây trầm mặc giọng điệu phó thanh dương tìm về sự lạnh nhạt nói tốt lắm lập tức đến phòng sách câu này vừa mới dứt lời phó thanh dương liền nhìn thấy một ánh sao như mộng ảo hiện lên ở thảm đỏ phòng sách xoắn ốc dâng lên ngưng tụ thành một người trẻ tuổi mặc áo ngắn tay bó màu đen chính là nguyên thủy thiên tôn. Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, xem ra điểm kinh nghiệm tăng lên không ít. chương 1202, chùi đít cho rác rưởi hai Hắn từng có không ít tiếp xúc với tinh quan, tinh quan sơ cấp chỉ có thể cơ giới hóa thi triển độn thuật, không thể tự chủ lựa chọn khoảng cách cùng vị trí độn thuật. Lúc này Nguyên Thủy hiển nhiên đã vượt qua giai đoạn tinh quan sơ cấp, điểm kinh nghiệm tuyệt đối đạt tới 50% trở lên. Một lần sau vào phó bản, tôi có thể tăng lên cấp 5 rồi. Trương Nguyên Thanh nói, nói xong, hắn khát vọng từ trên mặt tiền công tử nhìn thấy cảm xúc như chấn động, hâm mộ vân vân, nhưng không có, khuôn mặt anh Tuấn như đau khắc của tiền công tử tràn đầy cao ngạo lạnh lùng. Chỉ sợ trong lòng đã hâm mộ không chịu nổi đi, mặt ngoài cố gắng chấn định. Hư, lão đại là thực biết giả bộ, để tôi sướng một lần không được. Không ổn, quên hắn là thám báo. Trương Nguyên Thanh nghĩ chút, trong lòng dùng mình, phó thanh dương khuỷu tay chống mặt bàn, mười ngón tay giao nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu đệ tâm phúc nguyên thủy tiểu tử này có đoạn thời gian không giáo dục ý tưởng trong lòng càng ngày càng lớn mật không khí động lại một lát trương nguyên thanh thở dài nói tôi đã dốc hết toàn lực đuổi theo bước chân lão đại chờ đợi có một ngày có thể kề vai chiến đấu với ngài nhưng ngài tựa như một ngọn núi cao khiến tôi chỉ có thể ngước nhìn không thể tiếp cận phó thanh dương nghe vậy liền đánh mất ý tưởng giáo dục hắn kéo đề tài về quỹ đạo đưa bọn nó cho tôi trương nguyên thanh không chút do dự tay trái lấy ra bàn xoay âm dương tay phải lấy ra thánh anh đầu đặt hai món đạo cụ lên bàn phó thanh dương trước cầm lấy bàn xoay âm dương tập trung tinh thần xem xong thuộc tính vật phẩm không khỏi nâng mắt nhìn trương nguyên thanh một cái tôi sớm nghe nói đạo cụ này của phân bộ giang hoài lại được gọi là lưu manh bản a à, không hổ là cậu phó thanh dương cười nhạo một câu bỗng nhiên có chút hối hận nộp lên đạo cụ này trương nguyên thanh nhịn không được lo lắng cho danh tiếng của mình nguyên thủy thiên tôn chính là người tình trong mộng của ngàn vạn cô gái quan phương là đối tượng vô số nam đồng nghiệp kính nể không thể bị một món đạo cụ vớ vẩn làm hỏng có một số lời đồn đãi chuyện nhảm từ trong miệng người ta nói ra người khác chưa chắc sẽ tin nhưng thuộc tính đạo cụ là không biết nói dối phó thanh dương đặt bàn xoay âm dương xuống quay sang đặt bàn tay ở đầu đứa trẻ con hắn sau khi đọc xong tin tức vật phẩm lại nâng mắt nhìn qua a à, một tiếng đạo cụ rất thú vị nguyên thủy cậu cảm thấy có nên trả lại đạo cụ cho phân bộ giang hoài cùng tạ ra hay không Trương Nguyên Thanh gật đầu, tất nhiên, nếu nhai Sơn Chi Hải là phó bản một người, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn nộp lên. Phó Thanh Dương vẫn duy trì tư thế 10 ngón tay giao nhau, nhưng tôi cho rằng, nội dung treo thưởng cần thiết thay đổi một phen, ví dụ như phân bộ giang hoài cung cấp công huân cấp B, có thể đổi thành cái khác. Quả nhiên, trải qua lần trừng phạt này, lão đại cũng phát hiện với mình mà nói, công huân quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, không bằng đổi lấy lợi ích trực tiếp hơn. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, Hắn đang nghĩ như thế nào thuyết phục Phó Thanh Dương ủng hộ mình, dù sao giác ngộ chính trị của tiền công tử là rất cao. Mà nếu không có Phó Thanh Dương thân là trưởng lão ủng hộ, hắn rất khó có kè mặc cả với phân bộ giang hoài, thậm chí tổng bộ. Cũng may Phó Thanh Dương chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Việc này tạm gác qua một bên, có sự kiện đột phát cần thông báo cậu. Phó Thanh Dương buông tay xuống, đứng thẳng dậy, trầm giọng nói. Trong lúc cậu ở phó bản, hội trưởng công hội thương nhân, cao tầng câu lạc bộ tử thần, còn có nguyên soái đã đánh một trận ở Tùng Hải, cây vạn bảo của hội trường tổn hại, hơn trăm món đạo cụ treo trên cây phân tán các nơi. Hôm qua, Tổng bộ tổ chức hội thập lão yêu cầu các phân bộ lớn động viên tất cả nhân lực, tìm về đạo cụ phân tán bên ngoài, miễn cho điểm đạo đức của nguyên soái hết sạch. Tôi nhân cơ hội thay cậu miễn trừ một tháng giam cầm, cậu đã khôi phục tự do, kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu là chùi đít thay kẻ rác rưởi kia. Trương Nguyên Thanh nghe ngây cả người một bức tượng đồng xanh cổ đại đã ở thành phố Kim Huy gây ra động tĩnh như vậy hơn trăm món đạo cụ lưu lạc dân gian cái này cái này quả thực không dám tưởng tượng lấy tiêu chuẩn của các bán thần chút năng lực khống chế cục diện ấy cũng không có sao hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng tên rác rưởi kia dù sao tấn thăng bán thần chưa được mấy năm lại đi cực đoan sức sát thương mọi người đều thấy nhưng kiếm khí không thể thu phóng tự nhiên phó thanh dương có chút tiếc nuối nói lúc không có anh hùng để rác rưởi trộm chiếm địa vị cao chương 1203, chùi đít cho rác rưởi ba. Lão đại ngài là không sợ chết à, quên lần trước bị đánh như thế nào rồi sao, lần này cũng không trách tôi, bị đánh đừng nghĩ lại lấy tôi chút giận. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, hỏi cây vạn bảo là cái gì? Đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp hư không? Đạo cụ loại quy tắc cũng bị đánh hỏng rồi. Trương Nguyên Thanh chấn động, đạo cụ loại quy tắc sẽ không dễ dàng hư hao như vậy, phàm là có thể dễ dàng hư hao, khẳng định có thể dễ dàng khôi phục, cái này không phải trọng điểm trọng điểm là sự kiện lần này đã là nguy cơ cũng là một lần kỳ ngộ phó thanh dương mở máy tính vừa lách cách nhập tin tức vừa nói tổng bộ phát bố cáo sau khi tìm kiếm khống chế đạo cụ có thể không cần nộp lên cũng có thể nộp lên đổi lấy công huân mặt khác căn cứ mấy tiền lệ đã có phân tích giải quyết một vụ án sự kiện đạo cụ dẫn phát có thể đạt được thưởng điểm đạo đức cực cao khi nói chuyện hắn xoay laptop hướng về trương nguyên thanh người sau chăm chú nhìn lại Màn hình biểu hiện là một phần điều tra báo cáo. Nội dung báo cáo tập hợp mấy sự kiện gần đây bởi vì đạo cụ dẫn phát. Những sự kiện này đã được giải quyết thích đáng, kẻ trái pháp luật đã bắt, đạo cụ cũng bị thu hồi, căn cứ hành giả quan phương xử lý sự kiện phản hồi, bọn họ đạt được một lượng lớn điểm đạo đức. Quả thật là cơ hội tốt tích lũy điểm đạo đức cùng công huân, tuy mình không cần công huân, nhưng điểm đạo đức vừa lúc là thứ mình muốn, ừm, còn có đạo cụ. Trương Nguyên Thanh bắt đầu suy nghĩ sâu xa, cảm khái nói: đại bộ phận mọi người sau khi có được đạo cụ đều sẽ phóng túng dục vọng của mình thử một ít chuyện bình thường không dám làm đây là hậu quả của siêu năng lực lưu lạc dân gian linh cảnh hành giả chịu điểm đạo đức hạn chế còn sẽ vừa làm việc thiện tích đức vừa làm sằng làm bậy huống chi là người thường không gì kiêng kỵ có lẽ không phải mọi người đều sẽ làm chuyện xấu nhưng chỉ cần có một bộ phận người sinh ra tàn niệm đủ để dẫn phát đại loạn thật ra cũng không cần quá mức lo lắng nghề nghiệp hư không có được kỹ năng tầm bảo vị hội trưởng kia sẽ tự mình giải quyết đại bộ phận vấn đề, còn lại mới là điều chúng ta cùng câu lạc bộ tử thần cần xử lý. Ai có thể ngờ được có một ngày, nghề nghiệp tà ác cũng sẽ mệt mỏi vì duy trì trật tự. Trương Nguyên Thanh trước ở trong lòng lẩm bẩm một câu, bởi lời của Phó Thanh Dương kích phát linh cảm. Tiểu đậu bỉ là có năng lực tầm bảo, mình hoàn toàn có thể lợi dụng nó nhanh chóng tìm kiếm đạo cụ nội thành Tùng Hải, hung hăng kiếm một khoản. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời có chút sốt ruột không đợi nổi. Kế tiếp, hai người trọng điểm bàn bạc xử lý hai món đạo cụ, hy vọng đổi lấy lợi ích, cùng với quá trình đánh cờ cùng phân bộ giang hoài, tổng bộ. Nói xong, Phó Thanh Dương nói, quan nhã còn chưa biết cậu vào là nhai sơn chi hải, tôi chỉ nói cho cô ấy cậu đã vào phó bản. Vừa lúc, để bé trà xanh liên lạc tạ ra một phen. Trương Nguyên Thanh hơi khom người, búng ngón tay, bốp, một cái, hóa thành một ánh sao mộng ảo rời đi. Biệt thự nhà nghèo, phòng khách lầu một, Tạ Linh Hy mặc quần đùi ngắn ngồi khoanh chân trên sofa, ôm đẹp, nói. Nữ vương tỷ tỷ, nguyên thủy ca ca còn chưa ra khỏi phó bản sao, cũng một ngày rưỡi rồi. Cô búi tóc lỏng bồng bềnh, sợi tóc hỗn độn thả xuống, có mỹ cảm lười biếng, chân cô gái còn chưa đủ căng tròn, thắng ở trắng nõn nhỏ nhắn có cảm giác xương, gót ngọc hơi cuộn lại. Nữ vương cùng quan nhã ngồi ở bên bàn ăn, hưởng dụng trà chiều em gái tai thỏ chuẩn bị, hai vị đại tỷ tỷ dáng người nóng bỏng đều không quan tâm cô, chuyên tâm xem diễn đàn. Nhiều đạo cụ như vậy phân tán ở bên ngoài, người thường đạt được thì thôi, nếu bị nghề nghiệp tà ác đạt được, tất nhiên chế tạo ra một đám kẻ địch chất lượng cao. Nữ vương dây dây mi tâm, lúc này mới quay đầu đáp lại bé trà xanh, chính cung nương nương người ta cũng chưa lo lắng, em một đứa nha hoàn lo lắng cái gì. Đừng giọng điệu kỳ quái, quan nhã cắn một miếng đầu ngọt, nói, phó thanh dương chưa nói cho tôi biết cấp bậc phó bản, lo lắng mù quáng có lợi gì, nguyên thủy trở thành linh cảnh hành giả tới nay, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, chờ tin tức là được. chương 1204, chùi đít cho rác rưởi 4. Tạ Linh Hy thật ra cũng là tâm tính tương tự, lập tức tò mò nói. Vì sao phó trưởng lão không nói cho chị tin tức phó bản vậy, phó bản nguyên thủy ca ca vào có cái gì đặc thù sao? Anh đoán khẳng định là cấp S, trên một cái bản khác, Lý Thuần phong lách cách gõ số hiệu, chen vào nói. Nguyên thủy thiên tôn biểu hiện ở trong phó bản giết chóc, quyết định cấp bậc độ khó phó bản đầu tiên của cậu ta ở cảnh giới thánh giả cấp s liền cấp s đi vì sao phải giấu quan nhã nữ vương khó hiểu nói lý thuần phong không đáp được liền tiếp tục gõ số hiệu a à, thật muốn biết phó bản của nguyên thủy ca ca tạ linh hy nằm dựa vào sofa nhìn trần nhà thở dài đột nhiên cô nghe được nữ vương bất ngờ kêu lên đội trưởng cậu đã trở lại tạ linh hy ngồi bật dậy quả nhiên thấy khuôn mặt quen thuộc của nguyên thủy ca ca Cô vui sướng bất ngờ giang hai tay, lao về phía Kaka nhưng bị ca ca bạc tình quả nghĩa đè lại cái chán đẩy về sofa. Trương Nguyên Thanh nói, để mọi người lo lắng rồi. Quan nhã vội vàng đứng dậy đón, động tác cơ thể gấp gáp nói lên cô thật ra không chấn định như biểu hiện ra. Lần này là phó bản nào? Lão tài xế tò mò hỏi, ba người tạ linh hy như có hứng thú chờ đợi đáp án. Trương Nguyên Thanh đang muốn mở miệng, liếc thấy mấy viên đường cắt trắng dính trên khóe miệng tinh xảo như khắc của cô, liền vương ngón tay lau đi, bỏ vào trong miệng mút. Y dài, tạ Linh Hy cùng nữ vương đồng thời lộ ra vẻ mặt hiềm nghi cùng ghen tị. Quan nhã lại cười quyến rũ sáng lạn, Trương Nguyên Thanh mút xong ngón tay, nói, phó bản tôi lần này vào là nhai sơn chi hải. Quan nhã cùng nữ vương còn đang nhai nuốt danh xưng phó bản, tiếng kêu chói tai của tạ Linh Hy đã xé rách sự yên tĩnh trong phòng khách. Cái gì, nhai sơn chi hải, chỉ thấy cô vừa lăn vừa bò xuống sofa, nhảy bắn đến bên cạnh Trương Nguyên Thanh, đôi tay nhỏ gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, lắp bắp nói. Nhai, nhai sơn chi hải, thật là nhai sơn chi hải sao? Trương Nguyên Thanh, ưm, um, một tiếng, trái tim tạ Linh Hy điên cuồng đập thình tịch, hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc kích động. Vậy, vậy, món đạo cụ kia nhà em, bị ai cầm đi rồi? Nguyên Thủy ca ca, đồng đội của anh có những ai? Nhìn tạ Linh Hy kích động khó nhịn, quan nhã cùng nữ vương bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới treo thưởng tương quan nhai sơn chi hải. Ca ca, anh mau nói cho em biết đi món đạo cụ đó đối với tạ gia bọn em mà nói rất quan trọng sau khi đầu thánh anh mất đi ở phó bản lão tổ tông tức giận mấy tháng mặc kệ nó ở trong tay ai tạ gia bọn em đều nhất định phải mua về trương nguyên thanh chỉ trầm mặc vài giây cô đã cuống lên em nói như vậy anh liền biết thái độ của tạ gia rồi trương nguyên thanh lộ ra nụ cười hỏi vậy nhà em đồng ý trả bao nhiêu tiền mua báo cái giá anh cân nhắc một phen tạ linh hy ngẩn người Cô ngơ ngác nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại khái ba bốn giây, giọng cô gái trói tai một lần nữa quanh quẩn. A à, a à, a à, Nguyên Thủy ca ca, em yêu anh chết mất. Phòng sách, Phó Thanh Dương gọi điện cho vị trưởng lão nào đó của phân bộ Giang Hoài. Phó Thanh Dương, trong điện thoại truyền đến giọng nói công chính uy nghiêm, mang theo một tia nghi hoặc cậu tìm tôi có việc. Trưởng lão thám tử máu lạnh, ở trước khi trở thành linh cảnh hành giả, là một vị thám tử ưu tú, về sau đạt được thẻ nhân vật, Trở thành thám báo, liền gia nhập ngũ hành minh bạch hổ binh chúng. Tuy đều là trưởng lão Bạch Hổ binh chúng, nhưng hắn cùng Phó Thanh Dương cũng không có qua lại, phân bộ Giang Hoài cùng phân bộ Tùng Hải càng ít có lui tới phương diện nghiệp vụ. Bởi vậy, thám tử máu lạnh đối với Phó Thanh Dương gọi tới cảm thấy rất nghi hoặc. Phó Thanh Dương nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới từ trong phó bản đi ra, cho nên, thanh âm đầu kia điện thoại càng thêm nghi hoặc, Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh trả lời, hắn vào là nhai sơn chi hải bàn xoay âm dương ở trên người hắn. Nói xong, hắn nghe thấy trong loa truyền đến tiếng hít thở rồn rập. Thành phố bàng giải, lâm viên xanh mơn mờn, lâm viên vùng sông nước giang nam ao cá núi giả, đình đài lầu các, vườn hoa cây xanh, đường nhỏ quanh co, luôn làm người ta không tự chủ được nghĩ đến những từ ngữ này. Vừa nghĩ đến những từ ngữ này, liền cảm thấy cảnh sắc đẹp như tranh. Ở cảnh sắc đẹp như tranh thế này, trong đình nghỉ mát bên cạnh ao cá, có một người phụ nữ so với cảnh sắc còn đẹp hơn. Cô mặc sườn xám màu xanh nõn chuối, thân váy thêu hoa sen trông rất sống động, trên kiểu tóc phục cổ cắm ngọc trai cùng châm cài. Mông đầy đặn chống đỡ thân váy, nhìn góc nghiêng mật đào như bán nguyệt, đến phần eo đường cong chợt thắt lại, vòng eo nhỏ nhắn, hướng lên trên nữa thì lại có ngàn vạn phong tình. Chương 1205, người tổng bộ tới một. Khuôn mặt cũng cực kỳ xuất sắc, mặt trái xoan diễm lệ, trang điểm nhẹ, đường kẻ mắt màu đen phát thảo ra đôi mắt lấp lánh có thần, khuôn mặt có ngây thơ của thiếu nữ, lại không mất đi sự quyến rũ. Ngũ quan có năm sáu phần tương tự với tạ Linh Hy. Bàn tay ngọc của người đẹp sườn xám đang cầm một cái bát sứ men xanh, đầu ngón tay như búp măng nhúc thức ăn, vung nhẹ một cái, dẫn tới cá chép trong ao tranh nhau thức ăn, bọt sóng bắn lên. Trong đình nghỉ mát, người đàn ông ngũ quan tuấn lãng, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày chậm rãi thưởng thức trà. Lão ra, ông chừng nào đưa khuê nữ về, Mỹ phụ nhân đứng ở bên cạnh ao, nhíu lại hàng lông mày lá liễu tinh xảo dài nhỏ, nó cũng bị nhốt nửa tháng rồi em nghỉ hè vốn định để nó học đàn anh nói nguyên thủy thiên tôn này cũng thật là vừa thăng quan đã gây chuyện linh hy đi theo cậu ta có thể có tiền đồ sao giọng cô mềm mại giòn tan có thể làm người ta mềm cả xương em không phải rất thưởng thức cậu ta sao tả tô cười nói đó không phải bị sắc đẹp cậu ta mê hoặc sao cậu ta đánh lôi đài đánh tốt vậy các chị em trong giới đều rất mê hắn rất lâu rồi không gặp cậu ta em cũng quên cậu ta bộ dạng thế nào rồi Tạ mụ mụ thở dài, tạ tô bất đắc dĩ lắc đầu, tạ mụ mụ là điển hình mê trai, hôm nay thích tiểu thịt tươi này, ngày mai thích tiểu thịt tươi kia, nhưng trí nhớ không tốt, một thời gian không cày phim, tiểu thịt tươi bộ dạng thế nào cô cũng quên mất. Tính cách đó của cậu ta, quả thật rất khó lăn lộn ở quan phương, nhưng Linh Hy rõ ràng nói cậu ta rất chân trượt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chờ tiệc cua tháng 9, anh đích thân gặp cậu ta. Tạ tô nói hắn đã sớm không nghi ngờ thiên phú của nguyên thủy thiên tôn nữa bây giờ đau đầu là tính tình của gã lúc trước tạ linh hy ở trước mặt hắn khen nguyên thủy thiên tôn nói nhiều nhất chính là kẻ này gian xảo trơn tuột là nhân tài có thể lăn lộn thể chế vậy nếu không để linh hy về nhà đi tạ mụ mụ thử nói đang nói điện thoại tạ tô đặt ở trong tay vang người gọi tới chính là khuê nữ bảo bối tạ linh hy linh hy gọi tạ tô cầm lấy điện thoại di động ngoái đầu nhìn lại cô vợ một cái cô vợ thiên kiều bá mị lộ ra nụ cười. Con bé này nhất định là bị nhốt nhàm chán rồi, không muốn tiếp tục ở lại Tùng hải. Lão ra, anh đừng lập tức đáp ứng, câu nó một chút, con bé chết tiệt này tuổi không lớn, thì em cơ cũng chơi cả với em rồi, rất cần dạy dỗ. Cô đánh vòng eo nhỏ, tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này cuộc gọi kết nối, tạ tô cười nói, Linh Hy, nhớ ba rồi. Ba, ba mau tới Tùng Hải, mau tới Tùng Hải. Trong loa truyền đến thanh âm rồn rập của con gái, hơi chói tai, tựa như dị thường kích động. Làm sao vậy, nhớ nhà phải không, muốn ba đi tùng hải cứu con. Tạ tô nói xong, liếc cô vợ liên tục xua tay ở đối diện bàn tròn một cái. Làm bộ khó xử, đừng để nó trở về. Tạ mụ mụ dùng khẩu ngữ nói, có một số người phụ nữ trời sinh thích đấu đá, trong nhà không có tỉ muội cho các cô đấu, hai mẹ con cũng có thể cấu véo nhau. Tạ tô là chưa từng chen chân mẹ con lục đục với nhau, nhưng có đôi khi lại không thể làm gì được, ví dụ như bây giờ. Linh Hy à, ba gần đây có việc, không thoát ra được, con ở lại Tùng Hải thêm vài ngày, chờ bận xong, ba liền đi qua đón con. Tạ Tô lại thấy vợ chỉ chỉ chính cô, có lẽ con gọi điện thoại hỏi mẹ con một chút. Tạ Tô hiểu ý vợ, đầu kia điện thoại im lặng vài giây, giọng điệu Tạ Linh Hy nháy mắt khôi phục bình tĩnh, mẹ con có phải ở bên cạnh hay không? Tạ mụ mụ vội xua tay, không có đây, Tạ Tô lắc đầu, kỳ quái, cách điện thoại di động cũng ngửi được một mùi trà. Giọng điệu tạ Linh Hy chuyển thành lạnh nhạt, nói, ba, ba đã bận, vậy con không quấy giày ba nữa, con tìm chú bác khác đi. Mẹ con khẳng định không được, dù sao đầu Thánh Anh trở về hiện thực chuyện quan trọng như vậy, mẹ con một người phụ nữ, sao có thể đại biểu gia tộc ra mặt chứ? Tạ tô giống như xét đánh ngang tai, cả người đều ngây dại. Trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn Thánh Anh trở về hiện thực mấy chữ này. Trong chớp mắt, một bầu nhiệt huyết trào lên trong lòng, tạ tô đứng bật dậy, gấp giọng nói, Linh Hy, Việc này không thể đùa đâu, con nghe được tin tức gì? Đầu Thánh Anh không phải mất đi ở Nhai Sơn Chi Hải sao? Mau, mau nói rõ với ba, Phạm là thế gia linh cảnh, tất nhiên nắm giữ một món đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao, ít nhất một món, đạo cụ loại quy tắc là nền tảng, là căn bản của thế gia linh cảnh. Chương 1206, người tổng bộ tới khai. Mất đi Đầu Thánh Anh, thật ra đã dao động căn bản của Tạ gia. Nếu có thể đón Đầu Thánh Anh về, là một công lớn địa vị hắn vị gia chủ này sẽ hoàn toàn vững như thái sơn tạ linh hy cố tình không trả lời hắn làm nũng nói ba người ta cũng đã lâu không gọi điện thoại với ngài ba cũng không quan tâm con cũng không biết con thích bao nhiêu hai món đạo cụ năm trước ngài tặng mẹ tạ tô cao giọng nói ba bảo mẹ cho con con bé chết tiệt đó là quà kỷ niệm kết hôn ba mày tặng tạ mụ mụ thét to cảm ơn ba tạ linh hy cười hì hì nói đúng rồi con gần đây phiêu bạc bên ngoài rất thiếu tiền gia tộc hàng năm chia hoa hồng đều là mẹ quản thay con, nói con vị thành niên. Trả lại con, tạ tô nói, con phải tính lãi, tạ Linh Hy nói, nhưng con cũng không hiểu những thứ này, con nghe Nguyên Thủy ca ca nói, bây giờ ngân hàng lãi suất hàng năm 20% đấy. Tạ mụ mụ đã tức đến mức bộ ngực phập phồng được, ba thay con đòi lại, Linh Hy, con đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói mau. Tạ tô thúc giục, Nguyên Thủy ca ca mới từ nhai sơn chi hải trở về, mang về đầu thánh anh, ba, ngài mau đến đây đi ngài không đến anh ấy liền bán cho ngũ hành minh con mất nhân tình rất lớn mới tranh thủ được quyền ưu tiên mua cho ngài tạ linh ghi tranh công nói con gái ngoan ba lập tức đến tùng hải nói xong tạ tô sốt ruột không chờ nổi tắt máy em đi với anh tạ mụ mụ đẩy bàn đứng lên một bộ tư thái muốn đại nghĩa diệt thân xé sống khuya nữ em đi cái gì mà đi đừng làm loạn cho anh tạ tô chỉ một ánh mắt trừng lên nhìn cản cô lại cũng nói lấy ra chi phiếu cùng hai món đạo cụ kia, anh lập tức muốn gặp khuê nữ bảo bối, nhanh chút, đừng trì hoãn anh thu hồi đầu thánh anh. Vịnh phó gia, biệt thự nhà nghèo, phòng khách, tạ linh hy tắt máy, hài lòng buông di động, cầm lên nửa miếng dưa hấu trên bàn, múc một miếng tinh hoa nhất ở giữa, hí hửng ngậm trong miệng. Trương Nguyên Thanh bên cạnh bàn đánh giá cô, hầm hừ nói. Sao anh cảm giác em cô môi giới này kiếm có chút quá phận? Một người đắc đạo gà chó lên trời mà, tạ Linh Hy làm núng vặn người, nuốt dưa hấu xuống, nói, Nguyên Thủy ca ca, chờ ba em đến đây, anh nhớ ra giá cao một chút. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, công phu sư tử ngoạm nói. Hai tỷ tiền mặt, một trăm liều sinh mệnh nguyên dịch. Nữ vương mở to mắt nhìn, tạ ra có nhiều tiền như vậy sao, cho dù có, tạ ra cũng không nhiều sinh mệnh nguyên dịch như vậy nhỉ. Trương Nguyên Thanh thì, suy cô, đi đi đi, đừng quấy rối anh là thật tâm thành ý làm ăn với nhà em. Tạ ra làm thế gia linh cảnh kinh doanh trăm năm, tài sản khó có thể đánh giá, nhưng tuyệt đối không có khả năng một hơi bỏ ra hai tỷ tiền mặt. Một trăm liều sinh mệnh nguyên dịch, càng thêm không có khả năng. Tạ Linh Hy mắt nheo lại như trăng non, cười hì hì nói. Chào giá trên trời mà, đầu thánh anh là một tộc huynh của em làm mất, ông nội hắn là con trai lão tổ tông thương yêu nhất, ba hắn từng cùng ba em tranh đoạt vị trí gia chủ. Hắn thiên phú rất tốt, đều nói hắn sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của tạ gia. Vị tộc huynh này của em à, thường xuyên lén cười nhạo ba em, làm gia chủ lại như thế nào, ngay cả thằng cu chống gậy cũng không có, cũng chỉ vẻ vang một thế hệ mà thôi. Sau khi hắn chết ở nhai sơn chi hải, lão tổ tông tuy trách phạt hắn một chi đó, nhưng vẫn không nỡ phạt nặng. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu, cho nên anh ra giá càng cao càng tốt, dù sao không thể để đầu thánh anh dễ dàng về tạ ra. Tạ Linh Hy cười hì hì gật đầu, cầm về quá dễ dàng, làm sao nổi bật lên được tác dụng của ba em chứ. Quan nhã làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, đừng thấy Linh Hy của chúng ta tuổi còn nhỏ, tâm kế so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Tạ Linh Hy khẽ biến sắc, làm tư thái nhu nhược vô tội, quan nhã tỉ tỉ hiểu lầm em rồi, đây đều là ba em nói, em chỉ là vừa vặn nghe được. Người ta mới 17 tuổi thôi, nào biết những thứ này. Nữ vương cực kỳ bội phục, các người đám xuất thân đại gia tộc này, đúng là thông minh mà, không giống tôi, xuất thân bần hàn, đầu óc quá ngốc. Trương Nguyên Thanh cảm thấy không thể nán lại nữa, đứng dậy đi luôn, tôi mới từ phó bản đi ra, phải ngủ một giấc. Lý Thuần Phong yên lặng ném qua một cái ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, sau đó nói. Tôi thông qua quan hệ thay cậu ngó được vài món binh khí không tệ, thuộc tính đã gửi vào hòm thư của cậu, cậu chọn lựa một chút, không hài lòng cậu nói với tôi. Cảm ơn, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng, sau khi rửa giấy đơn giản, lấy ra điện thoại di động, mở hòm thư, quả nhiên thấy mèo Lý Thuần Phong gửi. Trương 1207, người tổng bộ tới 3. Tổng cộng 3 món vũ khí loại công kích, một món là dao găm, một món là súng săn một món là trường đao dao găm công năng là phá giáp chảy máu cùng gây ảo giác rất thích hợp thần giả du thích khách như vậy súng săn công năng đơn nhất nổ tung đặc điểm là uy lực lớn khuyết điểm là tốc độ tấn công chậm chính xác kém cùng với không thể bắn liên tục gặp cao thủ cận chiến sắc bén thường thường chỉ kịp bắn một phát súng công năng của trường đao cũng rất đơn nhất độc tố kẻ chúng đao kịch độc vào cơ thể không chết cũng phế cực kỳ âm độc là đạo cụ nghề nghiệp phu cổ sư Ba món đạo cụ đều không tệ, nhưng cũng chỉ có thể nói không tệ, ở giai đoạn thánh giả, thuộc về trung đẳng. Trương Nguyên Thanh không phải quá coi trọng ba món đạo cụ, hắn muốn là thượng phẩm, thậm chí cực phẩm giai đoạn thánh giả. Chỉ là đạo cụ cảnh giới thánh giả phẩm chất trung đẳng, trong ô vật phẩm cùng kho hàng bang phái của hắn có không ít, lại tiêu một đến 20 triệu đi mua, tỷ lệ giá thành trên hiệu quả thật sự quá thấp. Tuy luôn lầm bầm tiền là giấy bỏ, lạm phát còn lợi hại như vậy, nhưng nếu một hơi bỏ ra mấy chục triệu, vậy thánh giả cũng không làm được. Ứng với câu nói cô kia, tài sản cùng tiền mặt là hai việc khác nhau. Tôi muốn một món đạo cụ thượng phẩm, thậm chí cực phẩm, giá có thể thương lượng. Hắn trả lời meo, chờ bán đi bàn xoay âm dương cùng Thánh Anh, hắn hẳn là có thể gom đủ tiền một món đạo cụ cực phẩm. 7 rưỡi tối, Trương Nguyên Thanh bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, hùng hổ mắng cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Phó Thanh Dương gọi tới. Nhận cuộc gọi, giọng nói độc đáo âm sắc lạnh nhạt của Phó Thanh Dương truyền đến người phân bộ giang hoài cùng tổng bộ tới rồi gia chủ tả ra cũng có mặt tôi qua đó ngay bây giờ tinh thần trương nguyên thanh chấn động cúp điện thoại hắn hít sâu một hơi mang nội dung buổi chiều bàn bạc lướt qua một lần ở trong đầu người tổng bộ cũng đến rồi cái này ý nghĩ yêu cầu phó thanh dương đưa ra phân bộ giang hoài không tiếp nhận cảm thấy trả giá quá lớn bởi vậy báo lên cho tổng bộ mời người tổng bộ đến tùng hải tạo áp lực ý đồ lấy phần thưởng trong treo thưởng cầm về bàn xoay âm dương loại đánh cờ này ở trong tổ chức lớn nhìn quen lắm rồi, có vài thứ, người không tranh thủ, người khác sẽ không đưa cho ngươi. Càng sẽ không có ai đồng tình ngươi, tranh đấu cùng đánh cờ dưới quy tắc cho phép, vừa vặn là điều Phó Thanh Dương am hiểu nhất cũng vẫn luôn làm, cho nên hắn mới sẽ ủng hộ Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên tôn loại người mới này, không có thành viên tổ chức chắc chắn, không có mạng lưới quan hệ rộng, ở trong quan phương cũng không có chiến tích, phân bộ Giang Hoài không có khả năng tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy, tìm quan hệ mượn thế ép người là rất bình thường cho nên cần đánh cờ. Vốn, đây là cục diện hai bên cùng thắng lợi, bởi vì thành viên quan phương khát vọng công huân, mà đối với phân bộ giang hoài mà nói, công huân là một cái danh, lợi ích sau lưng nó tượng trưng, là tổng bộ, thậm chí toàn bộ tổ chức thanh toán, không cần bọn họ bỏ vàng thật bạc trắng. Có đôi khi so với ích lợi trước mắt, ích lợi lâu dài ý nghĩa không lớn, lần này cần để tổng bộ biết, thể chế quy củ không trói buộc được mình. Trương Nguyên Thanh vừa sỏ dày, vừa khẽ hát, ta vốn thiếu niên lang kiệt ngạo, không tin quỷ thần không tin người một ánh sao sáng lên tiếp đó biến mất trong phòng dư âm lượn lờ một giây sau hắn liền thấy phòng sách phong cách xa hoa thấy phó thanh dương ngồi ở phía sau bàn rộng cùng với ba vị khách trên sofa tiếp khách tạ tôi nhíu mày không vui nói nguyên thủy thiên tôn sao cậu không trực tiếp đòi lấy toàn bộ sản nghiệp tạ ra tôi tạ ra chủ nói quá lời rồi đây là điều kiện của tôi ông nếu đáp ứng tất cả dễ nói ông nếu không đáp ứng đầu thánh anh liền thuộc về tôi trương nguyên thanh giọng điệu cứng rắn khốn kiếp tạ tô giận tím mặt thằng nhãi người đây là ức hiếp tạ gia ta người nghĩ tới hậu quả chưa nguyên thủy thiên tôn cười nói xin tạ gia chủ chú ý lời nói ông là muốn trước mặt phó trưởng lão trước mặt thám tử trưởng lão cùng thư ký lý huy hiếp tôi tạ tô hít sâu một hơi điều kiện của cậu tôi đã biết tôi sẽ báo cáo cho lão tổ tông dứt lời vẻ mặt không vui đứng dậy nói tạ mẫu cáo từ trước tạ gia chủ rất phối hợp nha Trương Nguyên Thanh nói, không tiến. Ở trong kế sách hắn cùng Phó Thanh Dương bàn bạc, đánh cờ với tổng bộ không thể quá cứng, nhưng lại không thể không cứng, vì thế tạ ra liền thành đối tượng giết gà dọa khỉ. Trước trải đường cho bầu không khí cứng rắn, như vậy mới dễ cỏ kè mặc cả. Có tạ Linh Hy buổi chiều nói một phen, Trương Nguyên Thanh tin tưởng, tạ gia chủ nhất định sẽ phối hợp hắn công phu sư tử ngoạc, bởi vì cái này tương tự là điều tạ gia chủ muốn. Trương 1208, Giao dịch đạt thành một Quả nhiên, tạ gia chủ phối hợp rất mượt, nhìn theo tạ gia chủ phất tay áo rời khỏi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai vị trên sofa. Thư ký Lý cười ha ha nói, Nguyên Thủy à, có đôi khi, nhân tình so với ích lợi càng quan trọng hơn, cậu đòi quá nhiều rồi. Câu này như có điều ám chỉ, Thư ký Lý, thám tử trưởng lão, giá các người đưa ra thế nào? Trương Nguyên Thanh làm bộ chưa nghe hiểu, thám tử trưởng lão trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, phân bộ Giang Hoài từng sớm tuyên bố treo thưởng, thưởng công huân cấp B cùng 8 triệu tiền mặt, đây là điều tổng bộ từng chứng thực. Chúng tôi sẽ không mặc cả với cậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu phải rõ thân phận của mình, cậu có thể có kè mặc cả với tạ ra, nhưng tổng bộ không chịu cái trò này. Trương Nguyên Thanh nói, nội dung treo thưởng, tổng bộ nhận, tôi không nhận. Cậu không nhận, thám tử trưởng lão tức đến bật cười. Ở trong mắt thành viên bạch hổ binh chúng, mệnh lệnh của cấp trên chính là quân lệnh, quân lệnh như núi. Câu này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe vào trong tai thám báo, giống như hỏa sư nghe được, người đầu châu phải chết. Lão thám tử quay đầu, tức giận nhìn Phó Thanh Dương, đây là lính cậu dạy dỗ. Phó Thanh Dương mặt không đổi sắc, giọng điệu bình tĩnh. Dân lành không làm lính, làm lính không lương thiện, tôi không cảm thấy nguyên thủy kiệt ngạo có vấn đề gì. Tuyệt không đề cập tới chuyện giao dịch, cái chán tao thám tử nổi gân xanh, nói, công huân cấp B, 20 triệu, đây là điểm mấu chốt của phân bộ giang hoài. Cậu nếu là không đáp ứng, bàn xoay âm dương không cần cũng được, nhưng phân bộ giang hoài sẽ hướng tổng bộ đề nghị nguyên thủy thiên tôn không tôn trọng tổ chức coi rẻ kỷ luật cậu vĩnh viễn lăn lộn ở tầng dưới chót đi trương nguyên thanh vái một cái lớn tiếng nói nói hay lắm còn xin thám tử trưởng lão hướng tổng bộ đề nghị khai trừ tôi khỏi ngũ hành minh nguyên thủy thiên tôn tôi bằng lòng làm một tán tu vô cùng cảm kích ngài nếu có thể làm được chuyện này bàn xoay âm dương dâng hai tay không lấy một xu cuồng vọng thám tử trưởng lão giận tím mặt trong phòng sách tràn ngập sát khí lạnh lẽo có thể nói từng bước sát khí, làm người ta như rơi vào vực sâu. Mở u bàn tay Trương Nguyên Thanh dựng thẳng lông, phía sau lưng nổi ra gà. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có phải cảm thấy mình thiên phú dị bẩm thì có thể coi rẻ tất cả hay không? Cậu có phải cho rằng tổng bộ thật sự sẽ không nghiêm trị cậu hay không? Thám tử trưởng lão lạnh lùng nói. Trương Nguyên Thanh yên lặng lấy ra bàn xoay âm dương, gian nan chống cự uy áp, cao giọng nói. Thám tử trưởng lão lấy thế ép người, cường thủ hào đoạt, cầm là được, tôi một thánh giả nho nhỏ, không dám có nửa câu oán hận. Dứt lời, chắp tay dâng bàn xoay âm dương, cái chán thám tử trưởng lão nổi gân xanh, đã lâm vào nổi giận. Khụ khụ, lúc này, thư ký Lý ho nhẹ một tiếng, sát khí cả phòng tan biến vào vô hình, hắn cười ha ha nói. Tôi nghe ra được, Nguyên Thủy à, cậu đây là có oán khí đối với tổng bộ nha. Từ xưa cây cao gió thổi tất gãy cành, người trẻ tuổi quá sắc bén, dễ dàng chết non, tổng bộ là đang mài rũa cậu tương lai còn ủy thác trọng trách, một mảng khổ tâm nha. Cậu nghĩ, tự tiện giết thành viên tổ chức, còn là một vị chuẩn chấp sự, cho dù trừng phạt đúng tội, đó cũng là tội nặng phải cách chức giam cầm, nhưng tổng bộ chỉ dáng cấp xử lý, mang tính tượng trưng nhốt cậu một tháng, bây giờ ngay cả một tháng cũng miễn, cậu còn nhìn không ra tổng bộ coi trọng đối với cậu sao. Cậu là thần dạ du, tổ chức vì bồi dưỡng cậu, không tiếc trả số tiền lớn hướng thái nhất môn mua phương án phó bản, cậu cần tài liệu, tổ chức không có bất cứ sự do dự nào dự chi cho cậu. Những đãi ngộ này, những phúc lợi này, thành viên bình thường phải tranh nhau vỡ đầu mới có thể tranh thủ. Cậu cũng phải thông cảm tổng bộ một chút chứ. Đoạn lời này nói vẻ mặt ôn hòa, tư thái cực thấp, từng câu đều đang giảng nhân tình, moi tim móc ruột, tuyệt không đề cập tới bản xoay âm dương. Hai người vừa đấm vừa xoa, bắt nạt tôi trẻ tuổi. Trương Nguyên Thanh một lời nói toạc ra, xin hỏi thư ký Lý, là tôi làm cống hiến cho tổ chức lớn, hay là tổ chức hồi báo tôi nhiều? Không có tình yêu vô duyên vô cớ, thứ quan phương cho hắn, đều là chính hắn kiếm trở về, cứng rắn đòi tính rõ từng thứ một, hắn mang đến lợi ích cho quan phương, tuyệt đối nhiều hơn quan phương cho hắn. Cưỡng ép muốn giảng cống hiến giảng nhân tình, rốt cuộc ai nợ ai. Nụ cười của thư ký Lý không thay đổi, ấm áp nói, ý tứ của cậu tôi rõ, tổng bộ sẽ không bạc đãi bất cứ một vị nào có công, những công lao này của cậu đều ghi lại, tương lai sẽ thực hiện. Trường 1209, giao dịch đạt thành hai. Thư ký Lý, không đúng nhỉ, vẹn vẹn một món bàn xoay âm dương, có thể khiến tôi cả đời lăn lộn tầng dưới chót. Tôi cần công huân đó có tác dụng gì? Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái phẫn nộ, thư ký Lý khoát tay, cười ôn hòa. Đó là lời khi tức giận, không thể tính là thật. Thám tử trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tôi biết là lời tức giận, chẳng qua, phân bộ tính hải việc đó, ngược lại khiến tôi nhìn rõ công huân thứ này. Nó quả thật rất hữu dụng, so với tiền càng hữu dụng hơn, nhưng chỉ cần một ngày chưa đổi, quyền chủ động liền vĩnh viễn ở trong tay cao tầng, trương nguyên thanh cười khẩy nói ngày nào đó tôi không nghe lời liền gõ một cái lần này là một năm không cho phép thăng chức lần tới là hai năm không cho phép thăng chức tóm lại chỉ cần tôi còn để ý công huân của mình tôi liền cả đời chỉ có thể ngoan ngoãn bị gõ công huân càng nhiều chi phí chìm sao càng nhiều xiềng xích trên người tôi liền càng nhiều tôi tựa như một con lừa trước mặt treo một cây cải củ tôi nhìn cây cải củ chạy rồi chạy nhưng vĩnh viễn không ăn được ngày nào đó ăn được thì nói rõ tôi hoàn toàn bị thuần phục rồi, đúng không, thư ký Lý? Nụ cười trên mặt thư ký Lý chậm rãi biến mất, hắn trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có biết đoạn lời này của cậu là kiệt ngạo bất tuân cỡ nào hay không? Có biết đoạn lời này có lẽ sẽ làm tổng bộ sửa chữa đánh giá đối với cậu hay không? Đừng tự lầm lỡ, hỏa sư nóng nảy lỗ máng, một yêu tính dâm tùy ý, thủy quỷ hay thay đổi âm trầm, thổ quái cố chấp, tham báo bá đạo, mỗi một nghề nghiệp đều có chỗ thiếu hụt tính cách, ngũ hành minh có thể chấp nhận bọn họ, vì sao không chấp nhận được nguyên thủy thiên tôn tôi kiệt ngạo bất tuân. Trương Nguyên Thanh ánh mắt kiên định nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Nếu không chấp nhận được, hoàn toàn có thể khai trừ tôi. Trong phòng sách nhất thời không nói chuyện, lâm vào lặng lẽ. Phó Thanh Dương ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt thâm trầm, nhìn không ra tâm tư. Đoạn lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn là trước đó tập luyện, cợt nhả đối với tổng bộ không có ý nghĩa lớn, cứng rắn thích hợp mới có thể khiến tổng bộ thỏa hiệp. Tổng bộ sẽ không bởi vì một món đạo cụ cưỡng chế nguyên thủy thiên tôn, cái này không có lãi. Nhưng trừ những thứ này, Phó Thanh Dương đề nghị nguyên thủy thiên tôn dùng thái độ cứng rắn đối mặt tổng bộ, còn có một tầng thâm ý. Hắn muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút nguyên thủy thiên tôn chân thật. Có chút tính tình, bình thường là nhìn không ra, gặp chuyện mới có thể nhìn ra. Lúc này, Phó Thanh Dương nhìn nguyên thủy thiên tôn kiệt ngạo bất tuân, lời của bác sĩ tôn, một lần nữa hiện lên trong đầu. Có hay không một loại khả năng, đây mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự. Hắn sau khi trở thành linh cảnh hành giả, năng lực càng ngày càng mạnh, cấp bậc càng ngày càng cao, tiềm thức cảm thấy không cần ngụy trang nữa, vì thế dần dần bắt đầu triển lộ tính cách chân thật. Cậu thật sự, kiệt ngạo bất tuân, cực đoan bất thường. Trong lòng Phó Thanh Dương khẽ than một tiếng, thư ký Lý Thu hồi nụ cười, sắc mặt cũng không ôn hòa nữa, thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy cậu muốn cái gì? 20 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, khôi phục hạn mức tài liệu 100 triệu của tôi, 3 lần cơ hội sử dụng bàn xoay âm dương, công huân cấp B." Trương Nguyên Thanh nói, "Không cho công huân cũng không sao, tiền mặt 30 triệu, hai đạo cụ phẩm chất thánh giả, thứ khác không thay đổi. Cái trước là giá lui một bước, cái sau mà nói. Nếu tổng bộ lựa chọn cái sau, vậy nói rõ mâu thuẫn đã rất sâu. Cho nên đây cũng là Trương Nguyên Thanh thử đối với tổng bộ thư ký lý liếc hắn một cái thật sâu, tôi sẽ phản hồi cho tổng bộ, trong thời gian 3 ngày làm việc cho cậu câu trả lời. Nói xong, hắn nhẹ nhàng gật đầu với phó Thanh Dương, dọc theo thảm đỏ, rời khỏi phòng sách. Hai người sau khi rời khỏi biệt thự phó Thanh Dương, ngồi xe MPV chạy khỏi biệt thự vịnh phó ra, thám tử trưởng lão đột nhiên cười nói. Tạm được, so với phó Thanh Dương công phu sư tử ngoạm, giá này ở trong phạm vi thừa nhận. Thật ra lần giao dịch này, Phần bộ Giang Hoài thật sự muốn bỏ ra là 20 triệu tiền mặt cùng một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, cùng với 3 lần cơ hội sử dụng bàn xoay. Về phần một cái hạn mức tài liệu trăm triệu, vốn là phần thưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ chỉ là khôi phục mà thôi. Chương 1210, giao dịch đạt thành 3. Thư ký Lý mở tủ lạnh, rót hai ly rượu, để sau mài thêm chút nữa, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Ông nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi đoạn lời đó, là đang diễn trò hay là thật lòng? Thám tử trưởng lão thu liếm nụ cười. Tôi đề nghị tổng bộ sửa chữa đánh giá đối với hắn. Hắn vừa rồi những lời đó, tất cả đều là nói thật. Kẻ này nên dạy bảo không nên cưỡng chế, ép nóng lên, hắn sẽ đại náo thiên cung. Sau này xử lý vấn đề của hắn, cần đặc biệt chú ý. Hoặc là trong một lần đánh gãy ngạo cốt của hắn, hoặc là cho ích lợi không cho chức vị, coi như một món binh khí sắc bén vô song. Tôi sẽ đem đề nghị của ông phản hồi lên. Thư ký Lý uống một ngụm rượu, thở dài, như vậy xem ra, đã chiêu mộ một gã tôn hầu tử rồi. Biệt thự nhà nghèo, Lý Thuần Phong ngồi ở trước bàn máy tính, gõ bàn phím lách cách. Ba món đạo cụ kia nguyên Thủy Thiên Tôn không nhìn chúng, hắn hy vọng đạt được một món đạo cụ cảnh giới thánh giả thượng phẩm, hoặc cực phẩm, ngài nếu có tồn kho, có thể cân nhắc bán cho hắn. Hắn mới từ nhai sơn chi hải mang về bàn xoay âm dương của phân bộ giang hoài, cùng với đầu thánh anh của tạ gia, là có tiền cùng đạo cụ. Soạn xong meo ngắn gọn, click gửi đi sau đó lý thuần phong đóng máy tính lại ra khỏi phòng đi phòng khách chiêu đãi gia chủ tạ ra tạ linh hy ôm cánh tay phụ thân rúc vào bên người phụ thân giống như bình rượu mơ chi kỷ nhu thuận cô vừa giới thiệu xong hai vị tỷ tỷ rất chiếu cố cô thấy lý thuần phong đi ra giọng điệu trịnh trọng nói vị này là lý thuần phong nghề nghiệp học sĩ gia cát lượng trong đội ngũ bọn con tạ tô ôn hòa tuấn lãng gật đầu mỉm cười cảm tạ chiếu cố đối với tiểu nữ đây là danh thiếp của tôi sau này có khó khăn, cứ việc liên hệ tôi. Lý Thuần Phong không thích kết giao hiếm thấy lộ ra nụ cười, vừa tiếp nhận danh thiếp, vừa khom người nói. Ra mắt tạ gia chủ, mọi người uống trà tán gẫu. quan nhã không hổ là tiểu thư khuê các xuất thân cao quý, đối mặt gia chủ tạ gia, không chút luống cuống, tiếp được chuyện, cũng có thể tung ra đề tài tầng cấp đủ cao. Hàn huyên hơn 10 phút, thẳng đến lúc Trương Nguyên Thanh quay về. Ai ra, bá phụ, xin lỗi xin lỗi. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười, thay hẳn lạnh nhạt xa cách trong phòng sách, nhiệt tình cầm tay tạ tô, nói. Bá phụ phong độ phơi phới, diện mạo hiên ngang, vừa rồi nhìn thấy bá phụ, cháu mới biết được em gái Linh Hy vì sao xinh đẹp như vậy, thì ra tất cả đều là di truyền của ngài. Vừa rồi có người ngoài, bất đắc dĩ mới công phu sư tử ngoạng, bá phụ thông cảm. Thật ra trước khi gặp mặt, tạ tô đã nhận được tin nhắn nhắc nhở của con gái, bởi vậy đối với nói chuyện ở phòng sách có điều chuẩn bị, biết nguyên Thủy Thiên Tôn đó là đang diễn trò. Nhưng hắn không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là như con gái nói, sự sự khéo, đối đãi người ta khéo đưa đẩy, am hiểu kết giao. Thư ký của đại trưởng lão Ngũ Hành Minh cũng thành người ngoài rồi, lời này nói hay, rất dễ nghe. Người như vậy sao có thể làm ra tự tiện giết thành viên quan phương loại chuyện hồ đồ này chứ, nghĩ hẳn trong đó tất có kỳ quái. Nhất thời có sự thay đổi quan điểm, cháu ngoan à, giá của thánh anh, chúng ta phải bàn bạc thêm. Tạ Ba Ba nói, cái này đương nhiên Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên người quan nhã, nói, 15 liều sinh mệnh nguyên dịch, 50 triệu tiền mặt, lại thêm hai món đạo cụ phẩm chất thánh giả, cùng với ba lần cơ hội sử dụng đầu thánh anh. Trong đó, 50 triệu là không đáng giá nhất, tạ tô suy tư vài giây, nói, chỉ cần cảnh giới thánh giả là được, đạo cụ cảnh giới thánh giả phẩm chất so le không đồng đều, có cái mạnh đến nghịch thiên, ví dụ như bản xoay âm dương, có cái như gân gà. Trương Nguyên Thanh cười nói, cháu tin tưởng bá phụ sẽ không lấy rác rưởi lừa gạt cháu. Tạ Tô cười gật đầu, giá rất hợp lý, nhưng bác muốn bổ sung hai điểm. Một, 15 liều sinh mệnh nguyên dịch thanh toán theo giai đoạn, mỗi tháng cho 5 liều, không phải bác không muốn cho cháu, mà là sinh mệnh nguyên dịch sản lượng có hạn. Hai, mỗi lần sử dụng đầu Thánh Anh, cháu đều phải lưu lại đạo cụ đủ giá trị để gán nợ. Thánh Anh là bộ kiện đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao, giá trị cao hơn xa so với bản xoay âm dương, nguyên thủy thiên tôn ra giá, coi như hợp lý. Vâng, Trương Nguyên Thanh Hào sảng đáp ứng giao dịch đạt thành, nụ cười trên mặt tạ tô càng thêm khắc sâu, vỗ vỗ cái đầu quả dưa của khuê nữ, nói. Linh Hy, ba ba chuẩn bị ở lại Tùng Hải thêm vài ngày, đến gặp mấy vị bạn cũ, con đi cùng với ba, mấy ngày tới con theo ba cùng nhau ở khách sạn đi. chương 1211, giao dịch đạt thành ba. Chật chật, đây là muốn giới thiệu mạng lưới quan hệ của mình ở Tùng Hải cho con gái. Linh Nhị Đại đúng là tốt, mạng lưới quan hệ của trưởng bối chính là mạng lưới quan hệ của mình. Trương Nguyên Thanh rất hâm mộ, không giống hắn loại đứa nhỏ xuất thân gia đình dễ cỏ này, mạng lưới quan hệ dựa hết vào bái lại. Đương nhiên, tạ tô ở lại Tùng Hải còn có một nguyên nhân, đàm phán mua bán mà, quá thuận lợi, sao có thể thể hiện ra đàm phán gian nan. Ba ngày sau, Tổng Bộ đưa ra câu trả lời, lựa chọn bảng giá đầu tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra. 50 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, ba lần cơ hội sử dụng bàn xoay âm dương, công huân cấp B, Điều kiện kèm theo là mỗi lần mượn bàn xoay âm dương, cần phó Thanh Dương phê chuẩn, một khi mất bàn xoay, trả lại mọi vật phân bộ Giang Hoài cho, cũng xóa đi công huân cấp A. Tạ gia bên kia cũng đồng ý yêu cầu Trương Nguyên Thanh đưa ra, đối với Tạ gia mà nói, đây là cái giá mà gia chủ bọn họ bò lê bò toài, lặp đi lặp lại đàm phán mới tranh thủ được. Trong phòng sách, Phó Thanh Dương đặt lên bàn một bộ giáp mỏng manh, nói: "Tổng bộ đã lui một bước, đánh cờ kiểu này, một lần thì được hai lần không nên." sau này cố gắng bất làm. Bọn họ chọn một món hộ giáp cho cậu, là cố ý ghê tởm cậu, đủ để nói lên có một số người đã rất bất mãn. Pháp khí hộ thân Trương Nguyên Thanh đã có, hơn nữa vừa vặn là tổng bộ cho. Phó Thanh Dương nói, mười lão già đó quyền cao chức trọng, chọc giận bọn họ, đừng nói cậu, tôi cũng không có kết quả tốt. Mười lão già, Trương Nguyên Thanh đối với kết cấu tổng bộ còn không quá rõ. Tổng bộ tổng cộng có 10 trưởng lão, các minh chủ cơ bản không quản chuyện, ngũ hành minh này, thật ra chỉ 10 người định đoạt, việc nhỏ mở đại hội, việc lớn, 10 lão già bọn họ đóng cửa bàn bạc. Trưởng lão các phân bộ lớn, đều là phe cánh của 10 lão già đó. Đại trưởng lão ngũ hành minh, cũng là những kẻ đó thay phiên ngồi. Nếu trưởng lão là chư hầu một phương, như vậy 10 lão già tổng bộ, chính là nội các. Phó Thanh Dương nói, Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhớ tới cầu trưởng lão từng nói, Phó Thanh Dương muốn vào tổng bộ, lúc ấy hắn nghe không có cảm giác, chỉ cho rằng tiền công tử là muốn điều đến tổng bộ làm việc. Bây giờ nghĩ đến, tiền công tử dã tâm bừng bừng nha, hắn muốn làm người thứ 11. Khó trách lực cản lớn như vậy, có thể không lớn sao. Vị trí chỉ có từng đó, quyền lực cũng chỉ nhiều như vậy, Phó Thanh Dương muốn vào tổng bộ, người khác nhất định phải phân ra quyền lực cùng ích lợi. Nguyên soái lúc trước cũng tiến vào tổng bộ sao, Trương Nguyên Thanh cẩn thận thử, vẻ mặt Phó Thanh Dương bỗng nhiên trở nên cổ quái, sau khi cô ta tấn thăng chúa tể, liên bắt đầu tiến công phó bản băng phái đầu năm vào phó bản cuối năm đi ra cô ta liền thành bán thần trực tiếp tiếp tục truyền thừa của lão minh chủ cái này nếu là rác rưởi hai ta chính là con kiến nha lão đại lúc trong lòng trương nguyên thanh hiện lên ý nghĩ này là cúi đầu chuyên môn phòng bị thuật đọc tâm của thám báo nhưng cho dù là nguyên soái thiên tài như vậy ở trước mặt lão đại ngài vẫn là rác rưởi trương nguyên thanh cúi đầu nói lời trái lương tâm đúng vậy thiên phú là từ trong bụng mẹ mang đến cũng không thể trở thành tiêu chuẩn cân nhắc cường giả, cường giả thật sự, ở chỗ tâm. Phó Thanh Dương cảm thấy rất tán đồng, sau đó hỏi cậu vì sao không ngẩng đầu. Ở trước mặt cường giả, tôi chỉ có thể cúi đầu. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Rời khỏi phòng sách Phó Thanh Dương, thi triển tinh độn thuật quay về phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh bày ba món đạo cụ tổng bộ cùng tả ra cho lên bàn. Hắn chuẩn bị phân phối mấy món đạo cụ này cho các đội viên sử dụng, nay đạo cụ phẩm chất thánh giả đã rất nhiều, có thể phân phối thích hợp cho cấp dưới, võ trang bọn họ lên. Cái này có giá trị hơn so với ở lại trong ô vật phẩm của hắn. Quan nhã là hào môn thiên kim, đạt được đạo cụ phẩm chất thánh giả, cô tất nhiên sẽ bất ngờ, nhưng không đến mức quá khoa trương. Bé trà xanh vị thành niên, cô khẳng định không có đạo cụ phẩm chất thánh giả, cho nên cô sẽ vui vẻ hô lên ca ca thật tốt. Đưa nữ vương là tỷ lệ hiệu quả cao nhất, đạo cụ cảnh giới thánh giả, cho dù là phẩm chất trung hạ, cũng là bảo bối cô mong muốn mà không thể có, đại khái sẽ hưng phấn đến mức lấy thân báo đáp trong lòng hắn nghĩ vu vơ, phương diện tiền mặt, phần bộ giang hoài cho 20 triệu, cộng thêm tạ ra 50 triệu, cùng với bản thân tích tụ, hắn bất ngờ phát hiện, nay hắn cũng là đại lão giá trị con người hơn trăm triệu rồi. Hắn tính giữ lại số tiền này hướng đại lão sau lưng Lý Thuần Phong mua một món đạo cụ cực phẩm. Dây hoạt sản báo giá chính là 100 triệu, chương 1212, cô gái nhỏ nón đỏ một. Đương nhiên, ngài Bill là xem ở trên giao tình mọi người ra giá, bình thường mà nói, đạo cụ cực phẩm giai đoạn thánh giả, đã là có tiền mà không có chỗ bán. Nhưng Trương Nguyên Thanh còn có đạo cụ khác cảnh giới thánh giả, có sinh mệnh nguyên dịch vật phẩm khan hiếm này. Bây giờ chỉ chờ Lý Thuần Phong phản hồi. Tạ ra, ở sâu trong lâm viên, từ đường tạ ra, tạ tô đứng ở trước hai cánh cửa gỗ đóng chặt, hai tay đang cầm đầu thánh anh, khom người nói. Lão Tổ Tông, Tăng Tôn đã mang về thánh anh cho ngài. Trong từ đường truyền đến thanh âm tang thương khàn khàn, sự cố gắng của ngươi ở phân bộ Tùng Hải, ta đã nghe nói, làm rất tốt. Về sau, đầu thánh anh liền giao cho ngươi bảo quản. Cái này, cái này sao được, tạ tô giọng điệu kinh hãi, cuống quyết từ chối, đây là đạo cụ của chi thứ ba, lão tổ tông, ngài cầm nó cho cháu, sợ là không ổn. Đầu thánh anh vốn nên do gia chủ nắm giữ, năm đó ta cho chi số ba, đã là thiên vị. Bọn họ đã bảo quản không tốt đạo cụ này, liền đổi người có năng lực hơn. Lão tổ tông giọng già cả khàn khàn, lại mang theo uy nghiêm không cho phép từ chối, cho ngươi, ngươi cầm. Không cần dối trá từ chối, tạ tô lập tức quỳ gối, cố nén kích động, cao giọng nói, đa tạ lão tổ tông. Lão tổ tông ừng một tiếng, nguyên thủy thiên tôn kia của phân bộ Tùng Hải, đi lại gần gũi với con bé nhà ngươi. Quan hệ rất tốt, tạ tô cười nói, vậy gả nó cho nguyên thủy thiên tôn đi, lão tổ tông, linh hy còn chưa thành niên, không nên hôn phối. Tạ tô bất ngờ không kịp phòng bị, Tiếng lão tổ tông cách cửa gỗ truyền đến, 17 tuổi, sớm nên lập gia đình rồi. Tạ tô cười khổ, giờ dù sao không phải năm đó, lão tổ tông, thời đại khác nhau, luật pháp khác nhau. Trong từ đường truyền đến tiếng cười to, tiểu tử, lúc lão phu tung hoành linh cảnh, đại thanh vẫn còn đó, người chết lão phu từng thấy, so với người sống người từng gặp còn nhiều hơn. Người nói luật pháp với lão phu, tiệc cua tháng 9 năm nay, người dẫn hắn tới gặp ta, đến lúc đó lại quyết định việc này. Tạ Tô cung kính nói, tăng tôn rõ. Hắn thu đầu thánh anh vào ô vật phẩm, mặt mày tươi rói rời khỏi từ đường. Qua tháng 9, Tạ Linh Hy liền tròn 18 tuổi rồi. Phòng khách, Trương Nguyên Thanh và các đồng đội cùng nhau hưởng dụng bữa trưa, nói, nữ vương, Linh Hy, ăn cơm xong các người đến phòng tôi một chuyến. Hắn chuẩn bị phân phối đạo cụ, Tạ Linh Hy vẻ mặt thẹn thùng, Nguyên Thủy ca ca, quan nhã tỷ tỷ còn đây đó, anh, anh sao có thể đưa ra yêu cầu quá phận như vậy? em là thật sự bắt được cơ hội liền châm ngòi quan hệ anh cùng quan nhã, nhưng em quên rồi sao, cô ấy là thám báo, em còn chưa mở mồm, cô ấy đã biết trong bụng em có chủ ý gì. Trương Nguyên Thanh lười quan tâm cô, vừa ăn cơm, vừa mở ra diễn đàn, xem xét động thái gần đây. Ai ngờ, vừa đăng nhập diễn đàn, một bài đăng hàng đầu liền hấp dẫn hắn chú ý. Trương Nguyên Thanh sướng sở nhìn bài đăng này, sau một lúc lâu bật ra hai chữ, đậu hóa. Chuyện lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, khẳng định là phân bộ giang hoài bôi đen mình. Tin tức tôi đạt được bàn xoay âm dương đã truyền ra, mình cảm giác phân bộ giang hoài sẽ bôi đen tôi. Trương Nguyên Thanh gắp lên một miếng thịt bò, tức giận bất bình nhét vào trong miệng nhai nuốt, thuận tay click bài đăng. Cậu nói là bài đăng lưu manh bản à, ngày hôm qua đã có. Lời của quan nhã khiến hắn chấn động, nữ vương nói, vẫn ổn mà, mọi người đều là trêu chọc chiếm đa số, dù sao nam nhân thiên hạ đều là lưu manh, không tính là vết như gì, tính chất không ác liệt, nhưng tôi cảm thấy quan nhã rất vui vẻ. Vì sao quan nhã tỉ tỉ vui vẻ? Tạ Linh Hy quấy rau dưa salad, vẻ mặt tò mò hỏi. Trương Nguyên Thanh ngửi được một tia không thích hợp, vội gắp một miếng rau xanh cho nữ vương đầy đặn hấp dẫn, ăn nhiều rau dưa một chút, giảm béo chút. Lại gắp miếng thịt bò nạm cho tạ Linh Hy hiểu điệu mảnh khảnh, đừng ăn cỏ, ăn chút có dinh dưỡng, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Từ phương diện hình thể mà nói, quan nhã loại dáng người đẹp khỏe ngực bự mông cong, còn có cơ bụng này, càng thiên hướng phương Tây hơn. Nữ vương tỷ lệ mỡ cơ thể cao một chút, mông mềm, ngực cũng nặng trịch, bụng còn có chút cảm giác thịt, nhưng lại chưa tới trình độ thừa thịt. Mà tạ Linh Hy dáng người gầy nhất, cao gầy nhỏ nhắn, nhưng cô là chú ý giảm béo nhất, mỗi ngày khống chế lượng calo nhập vào. Trương Nguyên Thanh rất lo lắng em gái này, có vài thứ, không bồi dưỡng tốt ở giai đoạn phát triển, có thể cả đời sẽ không có cơ hội có được nữa. Trương 1213, cô gái nhỏ nón đỏ 2 sau khi thành công đánh gãy đại hội trà nghệ sắp mở màn, ánh mắt Trương Nguyên Thanh hướng về màn hình điện thoại di động, xem bài đăng. Đầu tiên, hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, nhân vật ngôi sao Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta, mấy ngày trước, ở trong tù đã công phá một cái linh cảnh cấp S nhai sơn chi hải. Không sai, chính là cái nhai sơn chi hải kia, phó bản cấp S năm trước đoàn diệt 6 vị thánh giả, tin tưởng rất nhiều người đều nhớ ra rồi, bàn xoay âm dương của phân bộ giang hoài cùng đạo cụ quan trọng của tả gia, đánh mất ở trong phó bản. Vì thế, phân bộ Giang Hoài và tạ ra tuyên bố treo thưởng, nếu ai có thể cầm lại hai món đạo cụ, trả số tiền lớn cảm tạ, cũng chỉ nguyên Thủy Thiên Tôn là người quan phương, đổi thành tán tu lấy được hai món đạo cụ đó, sao có khả năng trả lại. Nói nhiều như vậy, chúng ta trở về chủ đề, mọi người có thể không biết, bàn xoay âm dương còn có cái biệt hiệu, gọi là lưu manh bàn, người có thể thu phục nó đều là lưu manh. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thu phục Lưu Manh Bàn, chủ bài đang lúc ấy liền chấn động, tôi chính là fan trung thành của hắn mà, thần tượng của tôi sao có thể là lưu manh ô, mi gót, sập phòng rồi khóc lớn, bông tuyết trắng sữa ô, oh, thiên tôn lão ra lại công phá một cái cấp S quan phương thế mà không có thông cáo chẳng qua, vẫn phải chúc mừng thiên tôn lão ra một phen, quả nhân có bệnh thiên tôn lão ra quá mạnh rồi phó bản cấp S đối với chúng ta mà nói là đầm rồng hang hổ, ở chỗ hắn chẳng khác nào ăn cơm uống nước trước kia còn có chút ghen tị hắn bây giờ chỉ cảm thấy vô lực kêu 666 là được rồi năm rộng tháng dài lưu manh chuyện có to tát gì đâu xem các câu chuyện bé xé ra to kia mặt khác thu phục bàn xoay âm dương chính là lưu manh sao ai nói quỷ gọi tới tôi là chấp sự phân bộ giang hoài giải thích đơn giản một lần bàn xoay âm dương là một món đạo cụ rất đặc thù nó là đại sát khí giai đoạn thánh giả muốn phá giải đạo cụ này nhất định phải trả lời vấn đề của nó mà vấn đề của nó rất kỳ quái ừm nói như thế đi người bình thường tuyệt đối không có khả năng trả lời chính xác nhưng lưu manh có thể đây là điều chấp sự rất cao cấp thậm chí trưởng lão phân bộ giang hoài từng chứng thực nguyên thủy thiên tôn có thể thu phục đạo cụ này các người hiểu rồi chứ mẫu đơn tiên tử tôi từng có tiếp xúc với nguyên thủy thiên tôn hắn không giống lưu manh nha như tiểu muội a à, lưu manh thì lưu manh đi đàn ông ai không phải lưu manh khương cư lầu trên ít nhiều có chút vơ đúa cả nắm rồi vương phi thiên tôn lão gia là lưu manh sao lưu manh liền ý nghĩa cha nam a à, tôi không bao giờ yêu nữa. Thỏ, đã hiểu, về sau không thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội tiếp xúc tôi, tôi không muốn cha. Băng tuyết nữ yêu, chỉ cần tôi cũng là cha nữ, thì không sợ hắn lưu manh, nhưng cô nương tốt phải chú ý, phải nhớ kỹ Thiên Tôn lão ra là lưu manh, về sau gọi hắn lưu manh Thiên Tôn đi. Thần con mẹ nó lưu manh Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ dư luận về mình cứ như vậy không còn nữa. Chính như nữ vương nói, trong bình luận trừ tán thưởng hắn lại đánh hạ một cái cấp S, phần lớn đều là đang tò mò vấn đề của bàn xoay âm dương rốt cuộc lưu manh bao nhiêu, cùng với trêu chọc hắn là lưu manh thiên tôn. Một nhân vật thiên tài cao đại thượng lại là tên lưu manh, cái này cũng sẽ không làm người ta phản cảm, ngược lại là đề tài rất thú vị, rất đáng được trêu chọc. Thứ quá vĩ đại quang minh chính nghĩa, vĩnh viễn thoát ly quần chúng. Đương nhiên, danh tiếng thứ này, một khi có vết nhơ, liền rất khó tẩy sạch, sẽ bị một ít kẻ ghen tị kẻ đỏ mắt ác ý vặn vẹo khuyết đại, lầm đường người qua đường không rõ chân tướng sau đó ba người thành hổ trở thành sự thật định sẵn có một ngày trở thành điểm công kích cho kẻ đỏ mắt bệnh hoạn tóm lại vẫn ổn không tính là việc lớn đúng rồi nguyên thủy ca ca lão tổ tông giao cho ba em bảo quản đầu thánh anh tạ linh hy vui vẻ nói trương nguyên thanh khóa màn hình điện thoại di động gật đầu nói không tệ đây là một cái tín hiệu Chỉ số ba thất sủng lão tổ tông coi trọng đương đại gia chủ tạ tô hơn từ nay về sau các phái hệ lớn của tạ gia đều sẽ an phận hơn rất nhiều Tương ứng, quyền lực, quyền lên tiếng của tạ tô cũng sẽ được tăng phúc thật lớn. Đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, chỗ tốt lớn nhất chính là bởi vì tạ Linh Hy, tạ tô giao hảo với hắn, mình hữu đắc thế, chẳng khác nào hắn đắc thế. Đây đều là công lao của Nguyên Thủy ca ca, tạ Linh Hy mắt cong thành trăng non, chương 1214, cô gái nhỏ nón đỏ ba. Ăn cơm xong, Trương Nguyên Thanh vào phòng đánh răng rửa mặt, một cái tinh độn thuật nhảy đến phòng quan nhã. Trong sảnh nhỏ của căn phòng, Quan Nhã đang mặc trang phục yoga, nằm úp sấp ở trên mặt đất chống đỡ trên tấm phản. Cả người cô căng lên, đường cong vòng eo nổi bật vô cùng uyển nhuển, bờ mông mật đào căng lên no đủ. Tập luyện cơ thể căn bản không có khả năng nâng lên tố chất thân thể của thánh giả, nhưng có thể khiến các hạng kỹ năng của thân thể bảo trì sinh động, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào tiến vào trạng thái chiến đấu. Trương Nguyên thanh cúi người, vung ra một cái vỗ, bốp, thịt mông run rẩy nhấc lên cuộn sóng. Quan Nhã bị đau, cười lạnh một tiếng, "Được buổi chiều theo chị đi phòng chiến đấu luyện chút, chị dạy cho cậu nhu thuật. Tuyển thủ đấu lôi đài mới cần luyện nhu thuật, tôi muốn luyện chính là kỹ năng giết người, một đòn lấy mạng cái loại đó. Trương Nguyên Thanh lãnh khóc vô tình từ chối, không cho cô cơ hội trả thù. Hắn cũng không muốn bị quan nhã ngược đãi quan nhã cười quyến rũ nói, đêm nay cho phép cậu ngủ giường chị. Luyện tập chiến đấu cùng bạn gái là chức trách cùng bổn phận của đàn ông. Trương Nguyên Thanh nước mắt lưng tròng, chị quan nhã rốt cuộc nghĩ thông rồi sao? quan nhã cười nhạo nói đáng tiếc cậu không có một nghề tinh thông trương nguyên thanh không phục nhưng lại không có lời nào để chống đỡ tức giận nói chị mới là chủ nhân thật sự của bàn xoay âm dương tôi đi theo ngài luyện tập hai tháng rưỡi liền chế phục nó ngài nếu ra tay bàn xoay âm dương cúi đầu lại ngay để sau chờ chúng ta có tiền mua cái bàn xoay đó giao cho chị nắm giữ vấn đề của bàn xoay âm dương mình cũng có thể dễ dàng trả lời huống chi lão tài xế không nói nhảm với cậu nữa một tuần nữa chị phải vào phó bản rồi, kế tiếp, cậu mỗi ngày đều phải luyện thuật chiến đấu với chị." Quan Nhã nói, tán gẫu tới việc chính, Trương Nguyên thu hồi tư thái cả lơ phất phơ, nói: "Tôi đoán được, cho nên đã chuẩn bị đạo cụ cho chị." Nói xong, hắn từ ô vật phẩm lấy ra giáp ra mỏng manh, đặt ở bên cạnh bàn. Đạo cụ phân bộ giang hoài cho, tên là Giáp da thiện chiến, thánh giả cấp 4 công kích có thể suy yếu 50% 70% thánh giả cấp 5 công kích có thể suy yếu 2030%, cách mỗi một khắc đồng hồ, có thể kích phát một lần tuyệt đối phòng ngự, ngăn cản một đòn toàn lực của thánh giả cấp 5. Trương Nguyên Thanh giới thiệu thuộc tính đạo cụ, nó hầu như không có phụ trọng, còn có thể khiến chỉ có tính cân bằng cùng linh hoạt giống như một yêu. Mắt quan nhã phát sáng, kiếm khách công kích mạnh phòng ngự yếu, lượng máu lại mỏng không có trị liệu cùng sinh mệnh lực cường đại tuy đạo cụ phòng ngự thổ quái không khó mua được, nhưng trả giá bình thường là trở nên trầm trọng, tương đương tự phế võ công. Một món đạo của loại phòng ngự không ảnh hưởng tốc độ cùng nhanh nhẹn, quả thực là bảo bối kiếm khách tha thiết ước mơ. Vòng eo thon của quan nhã phát lực, phóng người lên, chụp về phía giáp ra bên giường, nhưng bị trương nguyên đè lại. Thân mật với bạn trai, cũng là chức trách cùng bổn phận của phụ nữ nhỉ. Trương Nguyên Thanh nói, quan nhã thiên kiều bách mị lườm hắn, Trương Nguyên Thanh ôm eo của cô, ngã lên giường. Tạ Linh Hy, em nghe lén được đôi cầu nam nữ kia thân thiết, Nguyên Thủy ca ca tặng một món đạo cụ cho quan nhã. Hừ, lấy vật đổi sắc, có gì khác với câu lan nghe khúc sao? Xin gọi ta nữ vương, chị thật hâm mộ. A à, không đúng, sao có thể như vậy? Đây là ký túc xá của công nhân viên mà, có thể nào làm hành vi cẩu? Chúng ta không thể dễ dàng cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tạ Linh Hy, ca ca không phải nói sau cơm chưa có việc nói với chúng ta sao, nữ vương tỷ tỷ, chị hiểu mà. Trương Nguyên thanh vén trang phục yoga căng thẳng lên quá cổ quan nhã, Trôn đầu ở giữa tuyết trắng đầy đặn, vừa làm chó liếm vài giây, đã bị tiếng đập cửa dồn dập quấy dày. Ngoài cửa truyền đến giọng nói nũng nịu của tạ Linh Hy. Nguyên Tùy ca ca, anh ở bên trong sao? Em cùng nữ vương tỷ tới phòng anh, phát hiện anh không ở đó, anh có phải ở chỗ quan nhã tỷ tỷ hay không? Em có thể đi vào không? Quan nhã vội vàng đẩy Trương Nguyên Thanh ra, kéo nội y gen màu đen cùng trang phục yoga xuống. Đệch, Trương Nguyên Thanh hùng hổ mắng, xoay người xuống giường, mở cửa phòng. Đứng ở cửa là tạ Linh Hy mặc áo ngắn tay quần đùi, cùng với ngự tỷ đeo vòng tay bạc quần sóc bó cùng áo thun màu đen. Tạ Linh Hy liếc một cái quan nhã ngồi ở giường, trên mặt mang nụ cười nguy hiểm, yếu ớt nói. Là, là quấy nhiễu hai người rồi. Không có, vào đi. Trương Nguyên Thanh tránh đường. Trương 1215, cô gái nhỏ nón đỏ bốn. Nữ vương cùng tạ Linh Hy tiến vào phòng, ngồi xuống ở gường quý phi bên giường. Trương Nguyên Thanh từ trong ô vật phẩm lấy ra hai món đạo cụ, một sợi roi nâu đập, một cái áo choàng tối đen như màn đêm. Hắn ném áo choàng cho tạ Linh Hy, đây là thứ gia tộc em cho anh, gọi là áo choàng đi đêm, khoác nó, em liền có được tiềm hành của thần dạ du. Trả giá là trong lúc tiềm hành không thể công kích, không thể thi triển kỹ năng, cùng với nghỉ ngơi điên đảo. Mỗi lần tiềm hành chỉ duy trì 3 phút, em là nhạc sĩ, sức chiến đấu quá thấp, cũng không có kỹ năng giữ mạng, đạo cụ này cho em. Tạ Linh Hy trong lòng nở hoa, Cô giang đôi tay liền lao về phía Trương Nguyên Thanh, nguyên thủy ca ca thật tốt. A, à, bị quan nhã bên giường nhấc chân nhẹ nhàng đá văng ra, bốp một tiếng ngã ở trên mặt đất. Đừng động tay động chân đối với bạn trai chị, quan nhã hừ một tiếng, Nữ Vương nhìn roi một lần, lại nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, tâm tình chờ mong mà khẩn trương. Roi thần nông, có được ba công năng lớn phá giáp, độc tố, trói buộc. Hắn ném roi cho Nữ Vương, cô là thủy quỷ, năng lực tự bảo vệ mình đủ nhưng thiếu kỹ năng công kích mạnh mẽ, nó có thể bù lại sở đoàn của cô. Nữ vương mừng như điên tiếp nhận roi, vừa đọc lấy tin tức vật phẩm, vừa kích động nói. Đạo cụ phẩm chất thánh giả, tôi, tôi một siêu phàm cấp 3, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên theo đúng lãnh đạo chính là một cuộc đời khác mà, đội trưởng. Cô nhìn tạ Linh Hy một cái, tôi sẽ không ôm cậu, ừm, dù sao cửa phòng tôi là không khóa. Trêu chọc xong, mắt cô ửng đỏ, thấp giọng nói cảm ơn đội trưởng. Nữ vương khác với tạ Linh Hy, người sau là dòng chính tạ gia, đạo cụ phẩm chất thánh giả, đối với cô mà nói quý giá, nhưng không phải mong muốn mà không thể chạm tới. Chờ tạ Linh Hy tiến vào phó bản giết chóc, tạ gia khẳng định sẽ ban cho đạo cụ phẩm chất thánh giả không vượt qua mức cao nhất cường độ phó bản, được phép sử dụng. Nhưng nữ vương lại khác, cô là nhân viên tầng trung tầng dưới của ngũ hành minh, không có bối cảnh, không có gia thế, không hưởng thụ được tài nguyên chất lượng quá tốt. Thứ duy nhất lấy ra được là vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp thứ này, Người giữ mình trong sạch không biết biến báo, cơ bản vô dụng. Cho nên một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, cho dù là bình thường nhất, đối với cô mà nói cũng đủ quý giá. Cô chưa lập được công lao, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không yêu cầu cô ngủ cùng, đã mang một đạo cụ thánh giả tặng cô, cái này hiển nhiên là bắt nguồn từ tình nghĩa. Như vậy, tôi cùng quan nhã còn có việc cần nói, hai người. Trương Nguyên thanh nghĩ nên đuổi người rồi, nào ngờ bé trà xanh vội nói a, Nguyên Thủy ca ca, các người đi ra ngoài một phen đi con gái bọn em có mấy lời riêng muốn nói nữ vương liên tục gật đầu nhốt ở trong biệt thự rất nhàm chán tôi cũng muốn tìm quan nhã uống trà không phải chứ hai người chính là báo đáp tôi như vậy sao trương nguyên thanh liếc quan nhã một cái thấy cô thở ơ lập tức hùng hổ rời đi rời khỏi phòng trương nguyên thanh tới phòng khách liếc một cái thấy lý thuần phong bên bàn tròn gõ phím cười nói ngày nào đó anh thật lòng theo tôi lăn lộn tôi cũng tặng anh một món đạo cụ phẩm chất thánh giả Ánh mắt Lý Thuần Phong không rời màn hình máy tính, ừm một tiếng. Con đường của tôi còn chưa trả lời, đạo cụ cậu muốn phải chờ. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, quay về phòng, còn có một hứa hẹn chưa thực hiện. Hắn móc điện thoại di động, mở tin nhắn, nhập vào số điện thoại di động của âm cơ. Bàn xoay âm dương cùng đầu thánh anh bán rồi, gửi tôi số thẻ của chị. Sao chép nội dung tin nhắn, theo thứ tự gửi cho anh gà đỏ, hạ hầu ngạo thiên, tự do tri ưng, hạ thụ chi luyến, còn có vân mộng phân bộ thanh hòa. Tôi hy vọng tôi có thể được chia 80 triệu. Hạ hầu ngạo thiên trả lời như thế. Ha ha, nguyên thủy thiên tôn quả nhiên giữ chữ tín, ngày khác tới tỉnh Bảo Thang, tôi mời cậu uống canh. Đây là câu trả lời của anh gà đỏ. Tự do trị ưng, âm cơ, phân mộng trực tiếp gửi số thẻ. Chuyện bàn xoay âm dương, hẳn là ồn ào không quá vui vẻ với phân bộ giang hoài nhỉ. Hạ thụ chi luyến gửi số thẻ tới, đồng thời nói. Bọn họ muốn dựa vào phần thưởng treo thưởng cầm về bàn xoay, tôi không đồng ý. Trương Nguyên Thanh trả lời, Hạ Thụ Chi Luyến trả lời nói, cậu là không biết, hàng năm hướng gia tộc nhạc sĩ mua sinh mệnh nguyên dịch, trưởng lão các phân bộ lớn, đều sẽ bởi vì hạn mức sinh mệnh nguyên dịch, tranh vỡ đầu chảy máu. Chẳng qua tranh thì tranh, cũng không ảnh hưởng quan hệ cá nhân, không cần lo lắng bởi vì sự kiện này, trưởng lão chấp sự phân bộ giang hoài sẽ đối địch cậu, cậu cũng không cần đối địch hắn, phong cách quan phương chính là vậy. chương 1216, tìm kiếm gì trẻ một.